Xin chào các bạn, bây giờ là 8 giờ và mình xin phép được bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Hôm nay thì cái chủ đề của mình sẽ đề cập đến một vấn đề mà có lẽ là nếu như mà để nói chuyện đầy đủ thì nó sẽ cần rất nhiều chuyên gia với ở rất nhiều các khía cạnh khác nhau và với cái và có lẽ là phải rất nhiều phiên. Thế nhưng mà ở đây thì mình sẽ chỉ đề cập đến một số các khía cạnh mà nó dựa trên những cái cuốn sách mà Book Hunter đã thực hiện, bao gồm là cuốn Chiến thắng của đô thị, cuốn Sinh tồn của đô thị, cuốn Lịch sử chưa kể về ramen và cuốn Đời sống cà phê tại Nhật Bản. Thực ra thì đây có thể gọi là cái phiên nói chuyện đầu tiên của mình mà đề cập đến cái chủ đề đô thị và ẩm thực, và có lẽ là trong tương lai thì sẽ còn quay lại với chủ đề này ở các khía cạnh khác nhau. Cái buổi nói chuyện này giống như là một cái buổi nói chuyện mình mang tính đặt vấn đề thôi, bởi vì cái tủ sách văn hóa ẩm thực của Book Hunter thì đang được triển khai tiếp và năm nay thì cũng sẽ có thêm nhiều các cuốn sách nghiên cứu mới về ẩm thực, đặc biệt là những cái ẩm thực ở đô thị. Tới đây thì Book Hunter sẽ có một cuốn về món hummus của một cái món của Trung Đông và khai thác ở dưới góc độ chính trị xã hội. Rồi sẽ có một món về sẽ có một quyển về lúa mạch Nga, một quyển về trà, rồi một cuốn về lịch sử sách dạy nấu ăn. Không phải là sách dạy nấu ăn ạ, mà là lịch sử của cái việc sách dạy nấu ăn, nó đã định hình nên cái gu thẩm mỹ và cái cách ăn uống của chúng ta như thế nào. Thì từ những cái cuốn sách đấy thì mình có thể sẽ triển khai thêm rất nhiều các khía cạnh khác nữa. Riêng ở đây hôm nay thì mình sẽ lấy từ hai cái trường hợp mà Book Hunter đã xuất bản, đấy là trường hợp ramen và cà phê Nhật Bản, và trong đó thì mình cũng có liên hệ thêm một chút đến cái bối cảnh ở Việt Nam, cái thực trạng ở Việt Nam hiện nay. Không rõ là các bạn có nghe rõ và đầy đủ những gì mình vừa nói không ạ? Các bạn có nghe thấy rõ không ạ? Các bạn có thể gõ ở phần chat. Vâng. Cảm ơn mọi người ạ. Đầu tiên là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một chút về cái khái niệm đô thị. Mặc dù là đây là cái vấn đề mà mình đã đề cập đến rất nhiều, có rất nhiều talk và rất nhiều bài viết mà mình đã viết rồi, đấy là mình muốn nhấn mạnh thêm một yếu tố, đấy là đô thị hay là các thành phố thì nó không phải là những tòa nhà. Bản chất của nó không phải những tòa nhà. Chúng ta có thể thấy rằng là hiện nay ở Việt Nam có rất nhiều những khu đô thị, đúng không? Đặt tên là khu đô thị mọc lên giữa một cái vùng đồng ruộng và kiểu chẳng ai đến đấy ở cả. Thế thì nó có phải đô thị không? Nó được đặt gọi là khu đô thị nhưng nó không phải đô thị, nó không phải thành phố. Nó bởi vì ở trong đấy nó không có người. Nó không có cái sự tương tác. Vậy thì cái mấu chốt của đô thị nó chính là cái sự vắng mặt của không gian vật lý giữa con người với con người và giữa các công ty với nhau. Thì chính cái sự gần gũi chật chội nó đã tạo ra một cái sự thân thiết. Người đô thị rất là khác với người nông thôn ở một điểm rằng là họ sống rất gần nhau và họ sống lệ thuộc vào nhau. Mặc dù là người đô thị có thể trong tương tác thì lạnh lùng hơn so với người nông thôn. Họ không có cái sự vồn vã giống như người nông thôn. Thế nhưng mà họ lại liên hệ mật thiết vào với nhau và họ phải nhìn nhau để mà sống. Họ cùng nhau làm việc, họ cùng nhau giải trí và họ cùng nhau tạo ra cái sự thành công. Và toàn bộ những cái quá trình đấy thì nó là một cái quá trình mà bao gồm cả giao lưu, giao thương và học tập lẫn nhau. Nó được xây dựng dựa trên những cái sự tương tác tế. Để tìm hiểu thêm về cái đô thị, tính đô thị, về thành phố hoặc về những cái cư dân đó thì các bạn có thể scan cái mã QR này
Đây là một cái bài mà Bookhunter chúng mình đã phỏng vấn ông Edward Clise, là tác giả của cuốn Chiến thắng của đô thị. Ông cũng là cái người mà viết cái cuốn, tham gia và viết cái cuốn Sinh tồn của đô thị. Cái bài viết này á, cái bài phỏng vấn này á, thì được thực hiện bằng bản tiếng Anh do anh Lê Duy Nam thực hiện. Thì Bookhunter đã chuyển ngữ sang tiếng Việt, vừa làm sub ở trên video, đồng thời cũng làm luôn cả cái bản gỡ băng để mọi người có thể đọc một cách dễ dàng với những ai mà không thích nghe video hoặc là không thích xem video. Ví dụ như mình chẳng hạn, mình sẽ thích đọc văn bản text hơn là xem video. Và trong bài trả lời phỏng vấn ấy, thì ông giải thích khá là nhiều về cái sự mật, sự gắn bó, sự tương tác của con người với con người trong đô thị, và những cái vấn đề về sự phân chia giàu nghèo và tạo ra các cơ chế bình đẳng. Mà lát nữa khi mà đề cập đến cái câu chuyện về ẩm thực và đô thị, thì cái vấn đề mà phân chia giàu nghèo và tạo ra bình đẳng và các tầng lớp người trong xã hội đi kèm với nó là cái sự phân chia lao động, thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Các bạn có thể scan để đọc đọc thêm bài này nha. Cái mối quan hệ giữa ẩm thực và đô thị thì nó rất là mật thiết. Edward Clise có đề cập đến mấy yếu tố mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái sự thành công của một đô thị. Một là sự giao thông vận tải, tức là cái đô thị đấy nó phải ở trong cái điểm giao thông trung chuyển. Hai là cái hệ thống việc làm của đô thị và cái sự phân bố việc làm, nó có đủ để cung cấp cái nguồn việc làm cũng như là cái khoản thu nhập và cái môi trường để người ta phát triển sự nghiệp hay không. Một đô thị mà không có được cái cơ cấu việc làm ở trong đấy thì nó sẽ thất bại. Ví dụ như ở Việt Nam bây giờ, chúng ta sẽ thấy có khá là nhiều những cái thành phố được phong là thành phố, đúng không ạ? Nhưng mà tự bản thân những cái thành phố đấy thì nó không tạo ra được cái hệ thống việc làm đủ để nuôi sống những cái người dân, thì cái thành phố đấy nó sẽ không có cái lực phát triển thực sự. Và cái yếu tố thứ ba đấy chính là ẩm thực. Và yếu tố thứ tư mới đến là cơ sở hạ tầng. Thì ẩm thực nó là một trong những cái yếu tố mà gần như là tối quan trọng đối với cả cái sự phát triển đô thị. Bởi vì ai mà chẳng cần phải ăn, đúng không? Nhưng mà ở đô thị thì nó diễn ra một cái thực trạng là con người thì phải sống rất là chật chội, đúng không ạ? Chúng ta sẽ khi mà ở đô thị, chúng ta sẽ chỉ có những cái căn nhà nhỏ, căn hộ nhỏ, kể cả là chúng ta có những cái villa, thì cái villa đấy cũng có diện tích không thể nào lớn bằng một cái farm, một cái căn nhà rộng có thể xây thoải mái ở trên đất, thoải mái ở khu nông thôn được. Thế thì chúng ta hình dung rằng là với một cái căn bếp nhỏ như thế thì cái phòng ăn ấy, nó cũng rất là nhỏ. Đôi khi có một số gia đình thì sẽ không có phòng bếp và không có phòng ăn. Ví dụ như là những cái gia đình mà thu nhập thấp, những cái người mà sống ở trong những cái căn hộ mini hoặc là những cái nhà trọ, thì họ không có phòng ăn và không có bếp. Hầu như là sẽ chỉ cùng lắm là người nào mà chăm chỉ nấu thì sẽ có một cái bếp, có một cái bếp ấy, tức là cái bếp điện tử hoặc là cái bếp gì, chứ nó không phải là một phòng bếp. Vì thế nên là cái việc mà ăn uống ở ngoài đối với người đô thị là một cái cách hiển nhiên để san sẻ cái không gian cộng đồng. Mà cũng nhờ thế thì những cái người dân ở đô thị họ không bị giam hãm trong những cái căn hộ chật chội nữa. Họ có thể đi ra ngoài để tương tác này, họ có thể đi ra ngoài để gặp gỡ. Và nó cũng là một cái không gian riêng tư để họ có thể có cái khoảng không gian để một mình, để tận hưởng một mình. Và cái chỗ nói chung là những cái trung tâm của đô thị với những cái nhà hàng
hoặc là các quán cà phê, quán rượu, quán bia, quán trà, rất nhiều đúng không ạ? Thì nó trở thành những cái nơi để giao lưu, để hòa nhập cộng đồng và đôi khi là chi tiêu một cách phô trương. Ngay cả bản thân chúng mình cũng thế thôi. Đôi khi mà làm việc nhiều quá, có những đợt mà một tuần không ra khỏi nhà, thì bởi vì là phải làm bản thảo, thì lúc đấy bọn mình sẽ, cái việc đầu tiên khi mà suy nghĩ, khi mà xong một cái dự án, thì nếu mình sẽ nghĩ là mình phải đi ra nhà hàng ăn. Bởi vì là ở trong đấy mình có một cái cảm giác là mình thoát ra khỏi cái sự cô lập của bản thân để hòa nhập vào trong xã hội. Và mình kiểu coi cái việc đến nhà hàng hoặc là đi ra một không gian trà, không gian cà phê, nó là một cách để, như là một cách để retreat, giống như là chúng ta đi spa chẳng hạn. Thì cái vai trò của nhà hàng hoặc là những cái không gian cà phê thì nó cũng tương tự như vậy. Nó là một chỗ để chúng ta tái hòa nhập. Và hơn nữa là thực ra khi mà mình tự nấu nướng ở nhà, đương nhiên việc tự nấu nướng ở nhà là một thực hành tốt trong cái thời buổi khó khăn, hoặc là nếu như là mình muốn nấu sạch ăn sạch. Thế nhưng mà có một vấn đề, đấy là nếu như mà mình muốn ăn ngon, rất ngon, thì với một cái người mà không chuyên tâm về luyện tập nấu nướng như mình sẽ không có thời gian để học để có thể làm tốt nhất. Và thậm chí là kể cả mình có kỹ năng đi chăng nữa thì mình cũng không dễ gì để mua được những cái nguyên liệu tốt, hoặc là mình cũng sẽ không dễ gì để xây được một cái bếp mà nó đảm bảo đủ tiêu chí để có thể nấu được rất nhiều món. Cho nên là cái việc mà đến nhà hàng hay là đến quán thì nó là một cái thói quen mà kiểu tất yếu của người đô thị. Hiện tại bây giờ thì rất là hay có một cái xu hướng là bài trừ cái việc mà người trẻ đi ra quán ăn và coi đấy là một hành động lãng phí. Hoặc là gần đây thì có một cái phong trào là mọi người hay cười nhạo những cái người thất nghiệp thì đi ra ngoài để sử dụng cà phê, hoặc là hay ngồi ở quán cà phê. Thực ra đấy là một cách để vừa là để thoải mái tinh thần, đồng thời cũng là một cách để giảm cái việc mà đầu tư một khoản lớn, để chi tiêu một khoản lớn cho cái việc ăn uống thường nhật. Ngoài ra thì thành phố cũng là một cái nơi, ở một chiều hướng khác thì thành phố là một cái nơi mà có thể tạo ra những cái liên kết, thậm chí là không phải chỉ là xuyên quốc gia mà còn xuyên lục địa, của những cái kiến thức ẩm thực, và không chỉ là những kiến thức ẩm thực mà còn là các nguồn nguyên liệu nữa. Các nguồn nguyên liệu, các kiến thức ẩm thực nó cũng sẽ được trao truyền ở thành phố một cách rất là rẻ và nhanh. Chúng ta sẽ rất là dễ dàng để, cái này nếu các bạn đi chợ các bạn sẽ thấy rất rõ, nếu như chúng ta sẽ rất là dễ dàng để mua những cái nguyên liệu nhập khẩu từ Ý hay Pháp ở những cái siêu thị ở ngay trung tâm Hà Nội. Nhớ chúng ta sẽ dễ tìm ở các quận trung tâm Hà Nội nhé. Nhưng mà khi mà cùng cái chuỗi siêu thị đấy, nhưng các bạn lại đi xuống ở khu Thanh Xuân, là gần như là cái loại gia vị nó sẽ không có ở trên bày bán ở quầy siêu thị nữa, bởi vì cái nhu cầu ở đấy nó sẽ ít và cái tương tác ở đấy ít hơn. Cho nên là càng gần với những cái trung tâm của các đô thị càng đông đúc, và có cái nhóm khách đa dạng, với cái nhóm thị dân đa dạng, thì sẽ càng có một cái quá trình mà giao lưu về kiến thức ẩm thực cũng như là giao lưu những cái nguyên vật liệu của hệ thống ẩm thực. Thậm chí là kiểu các món lớn, xin lỗi, các món mới hoặc là các mô hình ẩm thực mới thì cũng thường là xuất hiện ở những chỗ mà có cái nhóm dân cư đa dạng. Ví dụ như bây giờ chúng ta có thể thấy rằng là ở phố cổ thì số lượng người dân đang ít đi, và số lượng người dân ở khu
ven đô như là Mỹ Đình bây giờ đã trở thành một cái khu đô thị mới, số lượng người dân dân cư thì nó đông lên. Thế nhưng mà những cái chuỗi nhà hàng lớn và theo kiểu thượng hạng hoặc là mang tính chất đặc sắc hoặc là những cái thử nghiệm mới thì lại không đi về phía mạn phía Mỹ Đình mà lại vẫn tập trung ở phố cổ hay là ở khu Hồ Tây. Tại sao? Bởi vì là ở phố cổ khu Hồ Tây nó có một cái nhóm khách đa dạng hơn, và khi mà người ta đi vào trung tâm thành phố thì người ta đã tạo lập một cái thói quen về việc là người ta muốn trải nghiệm một cái đời sống khác. Bởi vì chúng ta có thể đi làm và ở khu Mỹ Đình, thế nhưng mà chúng ta sẽ vẫn muốn đi lên Hồ Tây để trải nghiệm, để nghỉ ngơi, để giải trí vào cuối tuần, chẳng hạn như thế. Và chắc chắn rằng là thành phố thì sẽ là nơi tập hợp của rất là nhiều những người giỏi. Edward Clise nhấn mạnh lại rất nhiều về việc rằng là thành phố là nơi tập hợp của rất là nhiều những người giỏi, và trong số những người giỏi đấy thì là các đầu bếp giỏi. Rõ ràng rằng là một đầu bếp giỏi sẽ không dễ để một đầu bếp NASA chẳng hạn sẽ không dễ để đi ra Vinh để làm đầu bếp, mà sẽ ở Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội hoặc chỉ là Đà Nẵng, Hội An hoặc Huế, chứ không thể nào mà ở Vinh hay thành phố Thanh Hóa chẳng hạn. Thậm chí là những nghệ nhân cà phê cũng sẽ không không đến thành phố Thanh Hóa để lập nghiệp, bởi vì ở đấy không có tập khách và ở đấy cũng không có những người giỏi. Và thường có một cái quy luật của đô thị, đấy là người giỏi thì sẽ thu hút người giỏi, bởi vì những người giỏi thì thích làm việc với người giỏi và thích tiếp đãi hoặc là thích phục vụ những người khách cũng có trình độ và thậm chí là sẵn sàng chi trả nữa. Thì đấy là một cái quy luật đô thị mà Clise nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rất nhiều trong cả hai cuốn sách của ông. Thực ra đây không phải là một cái định chế mang tính áp đặt, nó là cái quy luật phát triển tự nhiên mà ở trong cuốn Chánh năng đô thị thì Clise cũng cũng đề cập lại về từ cái khía cạnh, từ cái câu chuyện lịch sử, về cái từ những cái quán phục vụ, những cái quán ăn phục vụ món súp để hồi phục những cái hình thức nhà hàng đầu tiên ấy, hoặc là những cái quán rượu đầu tiên. Đấy là những nơi mà xuất hiện ở trong những cái đô thị thời trung cổ, và lúc bấy giờ thì người ta đến đó vừa là để ăn một cái món ăn rất là rẻ và nhanh chóng được hồi phục, mặc dù là nó có thể rất chán nhưng nó không được đẳng cấp như bây giờ, hoặc là nó cũng sẽ hoặc là những cái quán rượu thì nó là một cái chỗ tụ bạ của dân du thủ du thực. Thế nhưng mà ở đấy thì người ta được thoải mái với cái sự cô đơn của mình, và cũng thoải mái trong cái sự giao lưu. Chúng ta có thể thấy một cái hai cái ví dụ mà thể hiện rất là rõ cho cái những cái quan điểm của Clise, đấy là từ trường hợp của cuốn Ramen, cuốn lịch sử chưa kể về ramen, và cuốn đời sống cà phê tại Nhật Bản. Thì cả hai cái cuốn sách này ấy, thì đều đi một cách khá là chi tiết về nghiên cứu thực địa, đối với nghiên cứu thực địa và cả tư liệu nữa đối với món ramen và cà phê. Và qua đó thì cho thấy rằng là thực sự là những cái món này nó gắn bó với đô thị và nó đã tạo ra những cái chuyển đổi ở ngay chính cái lòng đô thị này. Các bạn có thể quét cái mã QR này ạ. Đây là cái mã QR mà trích đoạn cái chương đầu tiên của cuốn lịch sử chưa kể về ramen của Joshua. Đây là cái trích đoạn mà Book Hunter để cho Dinh, mà bây giờ là trang Z News đấy, họ đăng tải
đợt đấy thì họ khá là hứng thú với cuốn lịch sử chưa kể về ramen, thì họ có liên hệ với Bookhunter của chúng mình để xin đăng lên trên trang web của họ những cái chương đầu tiên, thì các bạn có thể lên đọc nó thành cả một cái 4 kỳ, thành một series bài 4 kỳ. Lịch sử chưa kể về ramen này thì nó là một cái quá trình mà ông tác giả Joshua vừa nghiên cứu toàn bộ các văn bản viết về ramen và nghiên cứu về ramen ở Nhật. Và ông đi thực địa và phải nói là không biết là ông đã ăn bao nhiêu ramen để có thể viết được quyển sách này. Rất khó hình dung ra là ông đã ăn bao nhiêu, bởi vì ông đưa ra rất là nhiều những cái chi tiết về những cái trải nghiệm hoặc là ghi chép về cái đời sống của ramen Nhật Bản. Có khá là nhiều bạn bè mình hỏi rằng là tại sao ở Việt Nam không có các nhà nghiên cứu về các món ăn Việt Nam theo cách này, và tại sao cái chủ đề này không được nghiên cứu, trong khi đấy thì các nhà nghiên cứu văn hóa vẫn đang dừng ở những cái chủ đề khá là cũ kỹ và quá hàn lâm, nó không mang tính đời sống. Thì lúc đấy mình chỉ nói đùa là sự thực á, là bởi vì cái chi phí để mà nghiên cứu về món ăn nó rất là cao, nó không giống như là kiểu nghiên cứu về văn hóa, sử dụng điển tích điển cố trong truyện Kiều. Các bạn hình dung nếu như mà chúng ta nghiên cứu về một cái chủ đề mà nó đóng sẵn ở trong trong những cái tư liệu học thuật, thì cái chi phí của nó sẽ chỉ dừng ở chi phí mua sách, hoặc là nếu không chúng ta còn có thể đến thư viện hoặc là mượn sách, chúng ta không mất chi phí nhiều ngoài thời gian. Thế nhưng mà khi mà nghiên cứu về ẩm thực thì nó sẽ là cả một cuộc hành trình, đúng không ạ? Phải đi vào Nam ra Bắc, rồi phải đi rồi phải gặp gỡ những người đấy, những cái người mà làm các món đấy, phải nói chuyện mà đâu phải dễ dàng để họ nói chuyện, đúng không ạ? Không biết mình sẽ phải ăn bao nhiêu lần cái quán đấy thì họ mới có thể nói cho mình, kể cho mình những cái câu chuyện sâu kín về cái nghề của họ. Ví dụ như hồi trước mình là một người rất là thích ăn món bánh cuốn. Mình đã viết một cái bài về lịch sử bánh cuốn, không phải lịch sử, hành trình bánh cuốn thôi, chưa dám nói là lịch sử, hành trình bánh cuốn, thì bài đấy mới viết chơi chơi thôi. Mà mình thấy mình đã tốn khá là nhiều tiền để đi vào Nam ra Bắc này, ăn rất nhiều lần bánh cuốn với ở các vùng khác nhau, mà mình nghĩ rằng là mình còn chưa ăn hết và mình còn chưa ăn nhiều đủ để đến mức là được nghe những cái câu chuyện của những cái người đầu bếp làm nên những cái món đấy, hoặc những cái gia đình mà chuyên làm những món đấy. Thì chúng ta hình dung rằng là tại sao ở Việt Nam chúng ta lại chưa có những cái người chuyên gia nghiên cứu về ẩm thực giống như là ở Mỹ. Chính là như vậy, ngay cả cái cuốn lịch sử chưa kể về ramen này thì ông tác giả Joshua vừa có được fund của đại học bên Mỹ và vừa có được fund của bên Japan Foundation để ông ấy sang Nhật và nghiên cứu, thì chúng ta mới có một quyển sách như thế này để đọc. Thì không biết bao giờ ở Việt Nam có một cuốn như vậy về phở hay là bún thang hay là bánh canh, không biết là bao giờ mới có. Thì đấy là một cái điều mà khá là đáng tiếc, bởi vì ẩm thực của chúng ta thì rất là đa dạng, thế nhưng mà chúng ta không có những người nghiên cứu về nó. Và nếu như mà các bạn đọc cái cuốn lịch sử chưa kể về ramen này, các bạn sẽ thấy rằng là ông tác giả ông ấy liệt kê ra người Nhật có 8 dòng sách về ramen, và trong đấy phải có đến hàng chục nghìn cái đầu sách khác nhau. Như thế chúng ta sẽ thấy rằng là cái sự nghiên cứu về ramen người Nhật kỹ lưỡng đến đâu, mặc dù đây là một món ăn mà mới chỉ xuất hiện từ đầu thế kỷ 20. Và ban đầu cái món ramen này có tên là Shinasoba. Đấy là cái dấu vết của một cái món mì xuất hiện từ Trung Quốc, có xuất xứ từ Trung Quốc. Ban đầu nó là món mì gà của Trung Quốc. Và sau đấy thì người Nhật họ đã cải tiến để phù hợp với thực trạng người Nhật. Ví dụ như là họ thay thịt gà bằng thịt lợn này và mỡ lợn này. Họ thay cái nước dùng bằng các loại nước cốt bằng các loại nguyên liệu của Nhật, như là
Tự nhiên mình lại quên mất những cái loại nguyên liệu đấy. Ok, bằng rất là nhiều những cái loại nguyên liệu nước cốt khác của trong món ramen. Và cái món ramen này nó đã gắn bó trong lịch sử đô thị đầu thế kỷ 20 của Nhật một cách rất là mật thiết. Nó là cái biểu tượng cho cái sự chuyển mình nhanh chóng của Tokyo, một cái thành phố công nghiệp hiện đại. Chúng ta hình dung rằng là Tokyo đầu thế kỷ 20 ấy, nó là một cái thành phố mà tập hợp rất là nhiều người dân lao động chuyển đến. Họ có thể là những người nông dân đi lên thành phố tìm cơ hội, giống như là chúng ta xem ở trong cái phim Oisin đúng không ạ? Ngày xưa chúng ta có xem phim Oisin đúng không? Người rất là nhiều những người nông dân lên Tokyo để tìm cơ hội làm việc. Rồi họ có thể làm công nhân, họ có thể là học sinh sinh viên, nói chung họ là những người thu nhập thấp. Và cái món Shinasoba này ban đầu chính là một cái món mà dành cho những cái người thu nhập thấp, bởi vì nó nấu dễ và chỉ cần một cái xe đẩy ở vỉa hè. Cách nấu không có gì phức tạp và nó lại đầy đủ chất, đầy đủ dinh dưỡng. Ngoài ra thì cái đô thị Nhật nó đi kèm với nó là có xuất hiện của rất nhiều quán cà phê, quán bar, rạp chiếu phim, nhà hát kịch, rồi rất nhiều những cái đời sống khác, rồi những cái phòng biểu diễn âm nhạc. Thì những cái lớp nghệ sĩ hay là những cái người nhân công làm khuya từ những cái dịch vụ giải trí đấy, họ cũng thường cần những cái bữa ăn đêm. Và cái món ramen này là một cái món mà rất thích hợp với những cái người ăn đêm. Thì ông George Shaw ấy, ông ý đề cập đến việc là ramen đã được yêu thích tại các đô thị như thế nào. Thì ở đây ông ấy đúc kết có ba lý do. Thì như mình nói, cái lý do nó đến từ thực sự từ cái sự phát triển đô thị. Đấy là cái món ramen này là cái món mà nó cung cấp đầy đủ dưỡng chất và nó rất là linh hoạt. Nó phục vụ cho đại đa số những cái người dân lao động, cho nên nó được yêu thích. Thì ngoài ra thì nó còn có những cái yếu tố khác nữa, ví dụ như là cái quá trình mà nó còn là cái quá trình mà do cái xu hướng tiêu thụ lúa mì và thịt nó tăng lên, thì nó càng khiến cho cái việc mà người ta mở ra cái quán ramen ấy nhiều hơn. Và thêm nữa là cái số lượng người dân họ càng đến, họ càng lên những cái khu đô thị nhiều hơn, và họ càng có cái nhu cầu muốn có cái món ăn rẻ, nhanh gọn, đầy đủ các thứ, thì họ lại càng có nhu cầu nhiều hơn. Và do bởi vì là cái nguồn cung, chúng ta hình dung là khi mà nguồn cung nó càng nhiều lên thì người ta lại càng mở nhiều và người dân lại càng thấy quen thuộc, và cứ thế nó thành một cái chuỗi mà khiến cho cái món này nó được yêu thích. Thêm nữa là có một cái câu chuyện khá thú vị, đấy là cái câu chuyện này hơi mang tính chính trị. Đấy là khi mà ramen lúc bấy giờ đang có tên là Shinasoba vẫn đang bị gắn cái mác Trung Quốc. Thì khi mà Trung Quốc thất bại trong cái Thế chiến II ấy, thì người Nhật ấy rất là khinh thường cái món này, bởi vì coi ăn cái món này là món ăn của bọn loser, bọn thất bại. Thế là dần dần thì cái món ăn này đã được ngày càng được cải tiến theo hướng Nhật hơn, và thậm chí là nó được đặt một cái tên Nhật hơn, đấy là ramen. Nó không Người ta không dùng cái tên Shinasoba nữa. Ngoài ra thì cái món ramen này nó còn là một cái nó còn cho thật tức là nó còn tạo ra một cái sự chuyển biến về cái thói quen ăn, bởi vì Nhật thì cũng giống như là
Triều Tiên, Hàn Quốc và Việt Nam. Đấy là những cái quốc gia, và thậm chí là cả Trung Quốc nữa. Trung Quốc thì trọng cả lúa mì, cả lúa gạo, thế nhưng mà Nhật thì khá là trọng gạo đúng không ạ? Chúng ta thấy là các món mà thực sự được yêu thích một cách lâu dài ở Nhật ấy, như kiểu sushi ấy, hay các món cơm của Nhật ấy. Hoặc là người Nhật thì họ vẫn coi rằng là cái món cơm ăn, cơm nóng ăn với cá, các loại cá thì là một cái món mà món ăn gọi là đầy đủ chất và truyền thống trong các gia đình, các món cơm gia đình. Thì món ramen nó là một cái sự thay đổi cái cơ cấu tinh bột ở trong cái thói quen ẩm thực của người Nhật. Tức là họ đã chuyển từ gạo, lúa gạo sang lúa mì, bởi vì họ lúc bấy giờ thì có rất là nhiều những cái truyền thông cho thấy rằng là lúa mì thì tốt cho cái lượng calo hơn, và dần dần thì người ta sẽ yêu thích cái vị lúa mì hơn. Thêm nữa là một loạt những cái vị muối mặn này, rồi mỡ động vật này, các thứ thì nó rất là thích hợp với những người phải lao động chân tay. Đương nhiên là sau đó thì ramen như chúng ta đã biết ngày nay nó đã trải qua cả một cái quá trình biến động rất là phức tạp, và nó đã trở thành một cái món mà theo hướng là khoái khẩu và có những cái chuẩn mực về ẩm thực tinh tế riêng, chứ nó không còn chỉ là những cái món ăn thuần túy là để phục vụ cho những người ra lao động nữa. Và chính cái nhu cầu của đô thị, cái sự xuất hiện và sự gia tăng của sản xuất lúa mì và sự gia tăng của thịt lợn, rồi các loại nguyên liệu đi kèm với món ramen ấy, nó ngày càng gia tăng lên. Thế nhưng mà nó lại trải qua một cái giai đoạn, đấy là giai đoạn thiếu thốn do sau Thế chiến thứ hai thì Nhật thất bại. Và lúc đấy nước Nhật lâm vào một cái hoàn cảnh rất là đói kém. Thì trong cái quá trình đói kém đấy, và sau cái quả bom nguyên tử thả xuống Nhật đấy, thì Mỹ là cái nước mà gây ra cái thảm họa đối với nước Nhật. Họ đã viện trợ, nhưng họ không viện trợ gạo, bởi vì Mỹ không phải là một quốc gia gạo, sản xuất gạo, mà họ viện trợ bột mì. Do bởi vì cái sự viện trợ bột mì này từ Mỹ, cho nên là lúc bấy giờ người Nhật họ đã phải nghĩ cách là làm thế nào để đáp ứng được nhu cầu của đô thị với rất là nhiều người dân lao động đang thất nghiệp, đói kém, nghèo nàn, và trong một cái tình trạng suy thoái kinh tế, bởi vì sau chiến tranh thì kinh tế không thể phục hồi được. Thì lúc bấy giờ những cái người mà sản xuất công nghiệp, sản xuất ẩm thực công nghiệp, thì họ bắt đầu họ nghĩ ra một món, đấy là tạo ra cái món mì ăn liền như chúng ta đã biết ngày hôm nay. Đấy là món ramen, ramen ăn liền. Thế nhưng mà chúng ta chú ý là cái ramen ăn liền này nó khá là khác với món mì ăn liền ở Việt Nam nhé. Nó có những cái điểm khác nhất định, tuy nhiên nó vẫn giống ở một điểm là nó có cái chiên lên này, nó vẫn là cái sợi mì khô chiên lên này, rồi có các túi gia vị đi kèm này, và nó phải sử dụng nước sôi. Thì cái món ramen ăn liền này nó rất là thích hợp với đô thị, ở một việc là ở đô thị chính là nơi mà có rất nhiều điện và có rất là phổ biến những cái bếp điện và các máy đun nước, cho nên là cái món này ban đầu được làm ra là để phục vụ cái nhu cầu tầng lớp trung lưu ở đô thị. Thế nhưng mà nó có một cái thực tế nó hơi trớ trêu, đấy là khi mà phục vụ cho đô thị thì cái món ramen ăn liền này nó cũng không hoàn toàn chiếm lĩnh được thị trường, bởi vì là các quầy bán ramen tươi nó vẫn hoạt động và nó rất là phát triển, và nó thậm chí nó còn
có cái mức giá vỉa hè, và nó giá nó vẫn còn là giá rẻ vì nó cũng được hưởng cái viện trợ về lúa mì, trong khi đấy thì món ramen ăn liền ở Nhật thì thực sự là nó đáp ứng cái nhu cầu ở nông thôn nhiều hơn. Đấy là những cái vùng mà xa xôi, họ không dễ dàng để mua được những cái nguyên liệu tốt, họ không dễ dàng được tập hợp được những nguyên liệu tốt, và họ cũng không có những đầu bếp giỏi. Và ở nông thôn ấy, chúng ta hình dung là cái môi trường ở nông thôn đấy là một người ở cách rất là xa chợ, cách rất là xa nhau, và họ một cái gia đình đấy thì họ sẽ phải làm hết, từ việc giết mổ cho đến việc làm đồng cho đến việc nấu nướng rồi dọn dẹp. Nó không giống như ở thành phố là có thể phân công lao động. Vì thế nên cái sự xuất hiện của món mì ăn liền này thì nó thực sự đã giúp cứu đói vùng nông thôn nhiều hơn là giúp cứu đói vùng đô thị của Nhật Bản. Nhưng đây chúng ta chú ý là đây là trường hợp của Nhật Bản nha. Ở Việt Nam có thể khác, bởi vì ở Việt Nam thì cả nông thôn hay thành phố thì những người mà thu nhập thấp thì đều ưa chuộng mì. Bởi vì những cái người thu nhập thấp ở ở Việt Nam ấy thì khi mà đi ăn ngoài thì nó khá là mất vệ sinh. Sẽ rất là có rất là ít những cái ẩm thực đường phố mà vừa sạch vừa rẻ giống như ở Trung Quốc hay ở Nhật. Đương nhiên là ở Nhật thì đây là mình nói từ rẻ theo cái mức sống của họ thôi, chứ mình không so với mức sống ở Việt Nam. Ở Việt Nam sẽ không rất ít những cái ẩm thực đường phố có giá như vậy. Và đặc biệt là những cái người sinh viên hoặc là những cái người lao động dân nhập cư lên ấy, thì sẽ rất là khó để có thể tìm được một quán sạch sẽ. Ngay nói đâu xa, ngay ở đầu ngõ nhà mình có một cái nhà hàng ở ngay đầu ngõ, nó bán tạp bí lù đủ thứ luôn. Và tức là dân ở trong khu thì ai cũng biết là không nên ăn ở cái quán đấy. Thế nhưng mà quán đấy nó tồn tại rất là lâu rồi, bởi vì nó nằm ngay ở mặt đường, và bất cứ một ai đi qua, bởi vì nhìn quán nó trông sập xệ, cho nên ai cũng nghĩ rằng là nó thân thiện với những cái người dân lao động ấy, và mọi người đều vào. Nhưng mà đồ ăn ở đấy nó rất là bẩn, cái nước dùng của nó thì mình không chắc là nó có ninh xương thật không, hoặc là không biết là ninh xương qua mấy ngày rồi thì mình không chắc, bởi vì khi mà đi qua ngửi thì mùi rất là ghê. Thế nhưng mà nó vẫn sống tốt, sống rất là mạnh, bởi vì là những cái người mà thu nhập thấp thì họ lại thường xuyên ăn ở đấy, hoặc là những cái người đi xa, hoặc là những cái bạn sinh viên thì họ lại rất hay thường xuyên ăn ở đấy, bởi vì nó tạo cho họ cái cảm giác rằng là chắc là ở đấy sẽ rẻ hơn những cái quán sạch sẽ khác. Thì do đó nên ở Việt Nam thì mình không chắc là những cái điều này sẽ đúng. Và có thể là sẽ và đương nhiên là nhiều bạn sinh viên thì chắc chắn là sẽ chọn mì ăn liền thay vì là ăn những thứ khác, hoặc là thay vì là nấu, mất nhiều công sức để nấu. Và đây là một cái vấn đề liên quan đến sức khỏe mà lát nữa mình sẽ đề cập tới. Trường hợp thứ hai là đến từ cái quyển Đời sống cà phê tại Nhật Bản. Các bạn có thể quét cái mã QR này để xem một cái video trò chuyện về ẩm thực Nhật Bản mà Bookwater có một lần có cơ may được trò chuyện ở Japan Foundation ở Hà Nội. Hai cái diễn giả mà tham gia cùng mình trong cái buổi trò chuyện này thì có một anh chuyên gia cà phê đặc sản có chứng chỉ quốc tế, và một bạn startup. Một bạn startup, nói là startup thì hơi không chính xác lắm, nhưng mà nói chung là một bạn bạn ý mở ra một cái thương hiệu ramen, và cái mô hình ramen của bạn ấy là cố gắng đưa cái món ramen quay trở lại với cái thời kỳ ban sơ của Nhật Bản, là phục vụ được những cái người mà tầng lớp trung lưu trở xuống, chứ không phải là 180.000 một bát ramen.
Bạn ý sử dụng những cái nguyên liệu Việt và tự làm tất cả các nguyên liệu đó, từ sợi mì cho đến thịt cho đến cái nước dùng. Cái cách làm nước dùng thì bạn ý cũng sử dụng hoàn toàn cái nguyên liệu Việt, ví dụ anh trừ cái cá ngừ bào thì không có cách nào khác, phải lấy từ Nhật rồi, còn đa phần là bạn ấy sẽ dùng hoàn toàn là nguyên liệu Việt. Thì bạn đấy cũng vừa gọi vốn được thành công ở trên Shark Tank, đấy là Machi Ramen. Thì đấy là cái cuộc trò chuyện của Bookhunter làm tại Japanflation, các bạn có thể xem lại cái cuộc đấy. Thì trong cuộc đấy mình chia sẻ rất là kỹ cả về cuốn ramen và cuốn cà phê, đời sống cà phê Nhật Bản. Và sắp tới đây thì Bookhunter cũng hợp tác với bên Bookstop cà phê và trò chuyện với một anh chuyên gia cà phê. Anh ấy cũng tham gia cái cuộc ẩm thực Nhật Bản này, thì anh ấy mới ra một cuốn sách, đấy là quyển từ điển cà phê từ A tới Z, và đấy là một quyển cuốn anh ấy dịch. Và trước đấy thì anh cũng tham gia cái quá trình hiệu đính cái cuốn Bản đồ thế giới cà phê. Cả hai cuốn thì đều do Nhã Nam xuất bản. Thì hôm tới chúng mình cũng sẽ có một cái cuộc talk với anh ấy ở Bookstop cà phê, là một cái thương hiệu cà phê đặc sản. Thì các hy vọng là hôm đấy những bạn nào ở Hà Nội thì có thể tham gia. Bây giờ mình sẽ quay trở lại với vấn đề cuốn đời sống cà phê tại Nhật Bản. Thì cuốn sách này là một cái, nó cũng nằm trong cái series tủ sách văn hóa ẩm thực do Bookhunter xuất bản, và cũng được đề cập, tức cà phê Nhật Bản cũng được đề cập dưới góc độ chuyển đổi xã hội. Và tác giả đã dành rất nhiều công đi thực địa, bao gồm là tác giả này thì thiên nhiều về thực địa hơn so với cả Joshua, bởi vì bà ấy nghiên cứu về Nhật Bản rất là lâu năm, và bà ấy còn nghiên cứu về cái vấn đề về giới và chuyển đổi xã hội nữa. Cho nên ta sẽ thấy ở trong bạn trong cuốn sách này sẽ đề cập đến cả cái khía cạnh về giới và rất thú vị. Thì cái cà phê tại Nhật Bản này, nó là một cái nhân tố trong cái sự chuyển đổi xã hội và cái nhận thức xã hội về giới. Đây là một khía cạnh khá là thú vị. Theo quan điểm của bà tác giả Mary White của cuốn Đời sống cà phê tại Nhật Bản, thì quán cà phê có một cái vai trò rất quan trọng đối với đô thị, bởi vì nó giúp điều hòa lối sống, nó hỗ trợ cho những cái lịch trình sinh hoạt khác nhau của người dân thành thị. Và khiến cho những cái người khách mà đến các quán cà phê cảm thấy được nương náu, che chở về mặt kết nối xã hội. Đồng thời thì nó còn phục vụ những cái đồ ăn thức uống nhẹ mà mang đến cái đa dạng khẩu vị, nhiều các cách thức khác nhau. Ta thấy là vào quán cà phê thì đâu phải chỉ riêng bán cà phê đúng không ạ? Ở trong đấy còn là bán trà, bán các đồ cacao, sữa chua, rồi nước hoa quả. Nhiều hàng có bánh, bánh nhẹ, bánh ngọt, bánh mặn, các thứ rất là nhiều. Thậm chí là ví dụ như ở quán Lào Việt chẳng hạn, thì họ còn bán khoai tây mật nướng. Thực ra mấy lần mà mình đến quán Lào Việt thì mình chủ yếu là để ăn cái khoai tây mật nướng của họ, chứ còn cà phê của họ thì mình không hứng thú, chẳng hạn như vậy. Thì chúng ta đến quán cà phê không phải chỉ đơn thuần là để uống cà phê, mà chúng ta để trải nghiệm những cái đồ ăn thức uống nhẹ, ở những cái bữa nhẹ. Đôi khi có thể là một bữa sáng, bữa brunch, hoặc là bữa chiều, hoặc là bữa khoảng sau giờ ăn mà mình có hẹn đi cà phê ở đâu đấy ở ngoài, thì có một chút hạt gì đấy nhâm nhi chẳng hạn như vậy. Thì cà phê nó là một cái mang đến cho mình rất là nhiều những cái sự đa dạng khẩu vị. Và cà phê cũng có rất nhiều công năng. Cũng giống như ở Nhật, thì ở Việt Nam hay là ở bất cứ đâu trên thế giới, thì một quán cà phê nó
nó vô cùng nhiều cái công năng và nói rằng là mô hình nào là mô hình tốt thì hoặc mô hình nào mô hình tối ưu hơn, mô hình hiệu quả hơn hoặc là hay ho hơn hoặc là mới lạ hơn thì nó không, tức là nó không dễ dàng để trả lời được, mà nó phục vụ theo công năng nó mà cái người chủ mong muốn, và đương nhiên nó sẽ thu hút, nó sẽ cung cấp cái dịch vụ như thế đối với cả người khách. Ví dụ như có những quán cà phê thì người ta tìm đến để làm việc cá nhân đúng không ạ? Như thế thì cái quán cà phê đấy chắc chắn sẽ phải được thiết kế với những cái bàn laptop, có thể để được laptop và nhiều đường dây điện đúng không ạ? Có những quán cà phê sách, có những quán cà phê âm nhạc. Quán cà phê âm nhạc thì đương nhiên là cái thiết kế âm thanh trong quán sẽ phải được đề cao hơn những thứ khác rồi. Rồi có những quán cà phê mèo, cà phê chó mèo. Có những quán cà phê người ta đến để nói chuyện thì cái thiết kế không gian cũng sẽ phải tính đến cái bài toán là mình sử dụng chủ yếu là để người ta đến và giao lưu nói chuyện. Thì vấn đề là mình xác định là cái công năng của quán cà phê đấy nhằm mục đích gì thì mình sẽ tập trung cho mục đích đấy, thậm chí là kể cả là quán cà phê để phô diễn tài năng của các nghệ nhân cà phê thì chúng ta cũng sẽ phải tính toán để cái không gian cái quán đấy nó tập trung vào các yếu tố phô diễn tài năng này. Đúng không? Thì nó sẽ cái cà phê là một thứ mà cái dạng cà phê là một thứ mà nó rất là linh hoạt đấy, nó có thể biến đổi theo rất nhiều những cái mô hình khác nhau. Đây là một điểm mà khá là khác so với kiểu quán trà. Chúng ta không thể đến quán trà sữa để nghe nhạc được đúng không? Nó rất là buồn cười đúng không ạ? Hoặc là chúng ta không thể đến quán trà đạo để chơi với chó mèo được. Thế nhưng mà chúng ta có thể đến một quán cà phê để chơi với chó mèo. Hoặc thậm chí là có những quán cà phê nó lai giữa quán cà phê và quán bar. Thì nó rất là nhiều những kiểu công năng khác nhau và cái người làm quán thì họ sử dụng quán cà phê giống cà phê giống như một chất dẫn hoặc các đồ uống giống như một chất dẫn để thực hiện các công năng khác. Và nó cũng có thể phát triển ở rất nhiều các dạng quy mô to nhỏ khác nhau. Và thường là nó hay đi kèm với rất nhiều những cái khu dân cư. Nếu như mà chúng ta vào một khu dân cư mà chúng ta thấy rằng là không có một cái quán cà phê nào mà khách khứa nó đang tấp nập ở đấy thì chúng ta sẽ phải xem xét lại xem khu dân cư này có thực sự là một khu mà nó có mật độ dân cư đông hay không, hay là nó có thực sự có sức sống hay không. Người Nhật ấy, họ yêu cà phê theo một cách rất là thú vị, mặc dù là Nhật Bản thì lại là một quốc gia về trà. Và từ cái trường hợp mà người Nhật yêu cà phê như thế nào ấy thì chúng ta cũng có thể suy ngẫm đôi chút về Việt Nam, bởi vì Việt Nam có một cái tình thế khá giống Nhật Bản đối với sự du nhập cà phê, bởi vì bản chất Việt Nam là một quốc gia trà giống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Thế nhưng mà đối với người Trung Quốc ấy, thì trà nó chiếm vị trí số 1, vị trí rất cao trong nền văn hóa. Ở Nhật cũng như vậy. Ở Việt Nam thì trà nó dễ dàng hơn, nó không có cái vị trí mà rất cao như là ở Nhật Bản hay là Trung Quốc. Thế nhưng mà Nhật Bản thì lại chuyển đổi sang cà phê được và chấp nhận cà phê. Trung Quốc thì cái sự chuyển đổi sang cà phê nó chậm hơn, cái sự ưa thích cà phê của họ chậm hơn. Và Việt Nam thì lại tiếp nhận cà phê một cách rất là nhanh chóng. Từ đầu thế kỷ 20, mình đọc ở trong những cái tản văn hoặc là những cái hồi ký của các nhà văn thì họ đã có cái thói quen là uống cà phê ở chỗ khách sạn Phú Gia ở Hà Nội. Chính là cái khu gần cái Lục Thủy.
gần cái nhà Lục Thủy, gần hồ Hoàn Kiếm bây giờ. Thì các nhà văn, một số nhà văn theo hơi hướng phương Tây thì họ sẽ ngồi uống cà phê ở đấy, hoặc là họ sẽ uống cà phê ở những cái xe đạp, những cái người mà đạp xe đạp xong rồi đi bán cà phê dạo để phục vụ cái tầng lớp thường dân. Và đương nhiên là cà phê lúc đối với người Việt ở trong cái thời kỳ đấy thì nó dường như là nó lại không có được cái sự sôi động giống như là ở Nhật Bản. Hiện tại bây giờ thì mình cũng không dám chắc chắn điều đấy lắm, bởi vì là không còn nhiều tư liệu mà mình, những cái lần mà mình đọc đọc những cái tư liệu về cà phê ở Việt Nam qua ngòi bút của các nhà văn thì nó thường là cái tâm trạng cô đơn của họ. Mình không biết là do bản thân họ đang ở trong trạng thái cô đơn và đến quán cà phê cho nên cái bầu không khí nó cô độc, hay là do thực sự là cà phê không thu hút nhiều cho nên mình cũng không dám chắc chắn. Thế nhưng mà ở Nhật thì cà phê rất là được ưa thích. Cái này nó đến từ một cái thói quen, đấy là thói quen kết nối xã hội. Ở đâu thì con người cũng sẽ cần một cái chỗ kết nối xã hội. Và trà đối với người Nhật thì nó là một thứ để, một thức uống để kết nối xã hội. Tại các quán trà thì nó thường là cái nơi tụ họp của những người đã quen biết nhau từ trước. Ở Việt Nam thì mặc dù là không có những cái phòng trà giống như kiểu Nhật hay là kiểu hay như Trung Quốc, nhưng mà chúng ta có những cái quán trà ven đường đúng không ạ? Thường là ở trong những cái cây đa đầu làng, những người đi chợ đi đồng về họ sẽ dừng ở đấy, họ họ ngồi uống trà và họ thực ra ngồi uống nước chè và họ nói chuyện với nhau. Thì ở đây cái mô hình chaya của Nhật thì nó cũng tương tự như vậy. Nó là những cái quán giải khát ven đường. Và cùng lúc với cái, tức là trong lúc mà người ta đang có cái thói quen đến cái quán giải khát ven đường là chaya đấy, là nơi mà rất là nhiều người biết đến nhau rồi, thì quán cà phê đã ra đời. Cái quán cà phê ra đời ở Nhật Bản ấy, nó đến từ những cái ông tỷ phú Nhật Bản. Họ muốn đưa cái bầu không khí của phương Tây vào Nhật Bản. Nó hơi khác với cách của người Việt tiếp cận với cà phê. Người Việt tiếp cận cà phê, cà phê được đưa vào Việt Nam đầu tiên là đến từ việc là các cha xứ khi mà họ truyền đạo thì họ đưa cà phê vào Việt Nam. Nên cái hai cái hướng tiếp cận là nó có phần khác nhau nha. Và ngay từ đầu thì cái tính thương mại của cà phê Nhật Bản nó đã được nhấn mạnh. Thì thường là những cái quán cà phê này sẽ được mở ở những cái điểm nút giao thông hoặc là gần những cái địa điểm giải trí. Và cái cà phê, cái quán cà phê lúc đấy nó là một cái biểu tượng cho sự hiện đại hóa. Khi mà người ta chọn lựa giữa quán trà hay là quán cà phê thì người ta, khi mà người ta đi vào quán cà phê thì người ta khẳng định rằng là tôi là người hiện đại. Còn người ta đi vào quán trà và thường xuyên đến quán trà thì người ta khẳng định tôi là người truyền thống. Thì chúng ta hình dung rằng là cái quán cà phê ở Nhật Bản lúc bấy giờ nó có vai trò giống như là kiểu khẳng định bản thân là tôi đi theo phe canh tân hay là tôi thuộc về những cái người truyền thống vậy. Ngoài ra thì người Nhật thích đến cà phê ở một điểm, đấy là nó tạo ra một cái cảm giác, đấy là cảm giác cô đơn. Ở trong quán cà phê thì cái danh tính của họ được xóa nhòa, họ họ không quen biết ai ở đấy cả. Nó không giống như là quán trà, ở đấy thì mọi người quen biết nhau. Quán cà phê là mọi người không quen biết nhau và có thể thoải mái trải nghiệm, thoải mái được là mình và được ở trong cái cảm giác cô quạnh, một cái thứ không gian thứ ba và nó rất là cá nhân. Nó không bị giới hạn
bởi không bị gò bó bởi những thứ quy tắc của xã hội Nhật Bản lúc bấy giờ là rất là khắt khe. Thì mấy hôm nay mình mới thấy ở trên mạng có một cái một loạt những cái bài báo họ nói rất nhiều về việc là những cái người thất nghiệp và những người thu nhập thấp thì tại sao lại đến quán cà phê nhiều hơn so với cả những cái người mà thu nhập cao là có công ăn việc làm bận rộn. Thì cái đấy là tất nhiên thôi. Thứ nhất là họ có thời gian rảnh để chạy để tận hưởng. Thứ hai nữa là họ cũng có thể đến đấy để tìm cơ hội. Thứ ba nữa là họ ở đấy họ ra khỏi cái môi trường rất nhiều kỳ thị của đồng nghiệp hay là người nhà. Đối với một cái người mà có thu nhập thấp hoặc là đối với một cái người mà thất nghiệp thì quán cà phê nó thực sự đúng như bà Mary White có đề cập mà mình vừa trích ở trên đấy là một cái nơi mà những cái người đô thị đó có thể trải nghiệm cái cảm giác cô đơn. Và cái điều này nó khiến cho cái tình trạng ở nông thôn ấy. Tại sao ở nông thôn mọi người ít đến quán cà phê? Bởi vì ở nông thôn không bao giờ thất nghiệp. Và nếu như mà họ có vấn đề gì buồn rầu hay các thứ thì họ cũng có rất nhiều không gian để họ có thể chọn để riêng tư một mình. Ví dụ như ra bờ sông, ra bờ suối, vào núi, ra bãi biển. Nhưng mà ở thành phố thì không có một cái không gian nào nó có được một cái sự riêng tư và yên bình cho một cách thoải mái. Chỉ có một vài những cái không gian nhất định thôi, ví dụ như công viên hay là quán cà phê, quán rượu, quán bia là cũng hơi khó rồi, bởi vì thường là những người đi uống bia là mọi người sẽ phải ngồi nhậu nhẹt với nhau đúng không ạ? Rất là khó có cảnh ngồi uống bia một mình ở trong cái bầu không khí như vậy. Thế thì quán cà phê là một cái chỗ mà yên bình và giá thì rẻ. Những chỗ khác thì ví dụ như quán rượu chẳng hạn thì vào pub chẳng hạn thì sẽ đắt hơn, thế nhưng mà quán cà phê thì giá rẻ hơn. Đấy là có thể phần nào lý giải là tại sao tầng lớp trung lưu mà thất nghiệp hoặc là một số những cái người lao động mà thất nghiệp thì họ sẽ chọn không gian cà phê như mà là một cái chỗ trốn cho chính họ. Và cà phê nó cũng là một cái không gian mà tạo ra những cái sự thay đổi về mặt chính trị và văn hóa đối với Nhật Bản. Ở Việt Nam thì mình không dám khẳng định điều gì, nếu nó có thực sự tạo ra điều đấy thì mình cũng không dám khẳng định, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến những thứ mà những cái tiến trình mà nó đang diễn ra. Tại Nhật Bản thì những nhà lãnh đạo nữ quyền thời kỳ đầu họ không tìm được một cái chỗ nào để có thể làm diễn đàn. Và họ cũng không có một cái chỗ nào để gặp nhau một cách thoải mái thì họ đã gặp nhau ở quán cà phê. Và thậm chí là khi mà đến quán cà phê thì họ được thoải mái ngồi không bị gò bó theo những cái quy tắc của một cái phòng trà đạo hay là những cái quy tắc của xã hội truyền thống Nhật Bản. Phụ nữ ở trong đấy có rất nhiều những cái quy củ về đi đứng nói năng các thứ, nhưng khi vào quán cà phê thì họ thoát ra khỏi cái bầu không khí đấy. Và tại đây thì họ cùng nhau chia sẻ những cái ý tưởng hoặc những cái kế hoạch hành động. Và họ cũng chính những người phụ nữ cũng là những cái người phụ nữ có học thức thì họ đây là một cái chỗ mà họ cảm thấy được là chính họ, cái rất rõ ràng, họ có thể gặp nhau. Rồi không phải chỉ riêng những nhà phụ nữ nữa. À, không phải chỉ là những nhà đấu tranh phụ nữ nữa mà ngay cả những cái nhà đấu tranh cách mạng tạo ra những cái phong trào tại Nhật Bản lúc bấy giờ và những cái nhà cải cách mà thúc đẩy cái xu hướng Tây hóa thì họ cũng thường xuyên chọn cái không gian công cộng của cà phê để bàn bạc lên kế hoạch riêng, thậm chí là họ có thể sử dụng không gian cà phê giống như là một cái diễn đàn diễn thuyết. Ở Hy Lạp cổ đại đúng không? Chúng ta thấy rằng là các triết gia thì họ diễn thuyết ở ngoài chợ, họ diễn thuyết trong phòng tắm hơi công cộng. Thì đối với những nhà cải cách
tại Nhật lúc bấy giờ thì họ chọn không gian của mình cà phê. Và cái nhóm những cái nhóm mà tạo ra những cái xu hướng văn hóa mới ấy, hoặc là những cái trào lưu âm nhạc mới này, trào lưu hội họa mới này, rồi những cái phong cách ăn uống mới này, nói chung tất cả những cái thứ gì mới thì nó đều có thể được các quán cà phê được tiếp nhận, và nó tạo ra một cái môi trường mà đa văn hóa. Rồi cà phê cũng là cái không gian mà có thể kích thích và tạo những cái cảm thụ âm nhạc và thẩm mỹ khác nhau, và nó cũng thôi thúc những cái sự suy ngẫm. Cho nên là như mình nói ở trên là những cái nhà cải cách chính trị họ thường hay đến đây, và đừng và tất yếu là các quán cà phê Nhật Bản thì không tránh khỏi cái việc mà bị ngờ vực vào những cái giai đoạn chính quyền đang được nhìn nhận là tức vào những cái giai đoạn mà chính quyền đang ở trong cái tình trạng lâm nguy hoặc là đang bị đe dọa, thì họ sẽ tìm cách thắt chặt những cái hoạt động chính trị văn hóa và những cái buổi talk ở quán cà phê. Cái này chúng ta có thể thấy ở ngay ở Việt Nam. Tức là khi mà ở xã hội Việt Nam nó có những biến động chính trị phức tạp, thì chúng ta sẽ thấy rằng là có những không gian cà phê vốn dĩ là nơi mà người ta rất là nhiều những cái cuộc talk về học thuật, thì bây giờ nó hạn chế lại, nó khép lại, nó không mở cửa để cho mọi người có thể dễ dàng talk, mà sẽ có một số những cái tinh tuyển hoặc là sẽ ngừng hẳn một thời gian ấy. Không, sau đấy nó sẽ quay trở lại, bởi vì cà phê nó là một cái không gian mà nó thu hút khá là nhiều người trẻ mới mẻ và yêu thích cái sự tương tác kết nối và lan truyền trực tiếp. Cho nên chúng ta thấy rằng là ramen thì là tạo ra cái nguồn lực, thực sự là một cái nguồn lực để giúp vượt qua những giai đoạn khó khăn tại đô thị Nhật Bản. Còn cà phê thì tạo ra những nguồn cảm hứng để tạo ra cái sự chuyển đổi tại đô thị Nhật Bản. Không biết là các bạn nghĩ xem ở Việt Nam thì có những ngành ẩm thực nào mà tạo ra được cái sự thúc đẩy cái sự chuyển đổi xã hội đấy không? Chúng ta cứ thử suy nghĩ và gõ ở phần comment nha. Lát nữa chúng ta sẽ quay lại thảo luận sau. Như ở Việt Nam thì chúng ta cũng có khá là nhiều các đô thị. Chúng ta có rất nhiều thành phố khác nhau, nhưng mà những cái đô thị, cái thành phố thực sự có sức sống, có bề dày là cái nơi mà tập hợp những cái người dân. Họ đến sống một cách tự nhiên và ở đấy có cái công việc mưu sinh một cách tự nhiên thì rất là ít. Cho nên là chúng ta thấy rằng là chỉ có ở những cái khu vực đấy thì mới có sự sản sinh ra nhiều món ăn khác nhau và họ sáng tạo ra nhiều món ăn mới. Ví dụ như ở đây mình lấy ba ví dụ rất là điển hình, đấy là Hà Nội, Huế và Sài Gòn. Hà Nội thì mình lấy hình ảnh bún chả bởi vì mình thích ăn bún chả. Thật ra mình lấy ở đây nó mang tính điển hình, nó không mang tính điển hình gì hết, mình thích ăn món nào thì mình lấy cái món đấy thôi. Rồi Huế, những cái món bánh Huế, và Sài Gòn thì có món bún mắm. Việt Nam là một cái quốc gia mà có rất là nhiều những món ăn khác nhau, thế nhưng mà những cái món mà theo mô hình đô thị thì nó cũng rất nhiều, nhưng nó lại không, chúng ta không có một cái nghiên cứu nào rõ ràng về nó hết ấy. Như ở đây mình thấy là theo cái thống kê của cái cuốn Trước nhà có cây hoàng mai của nhà báo Minh Tự, tức là riêng Huế thì có 700 món ăn, trong số cái kho tàng ẩm thực của Việt Nam có 1.700 món ăn. Nhưng thực sự là nếu mà mình điểm qua sơ sơ những món mà mình biết mà mình đã ăn ở Việt Nam thì mình nghĩ rằng là con số 1.700 này hình như là hơi ít, có lẽ là đây là con số ở trên sách vở khi mà người ta thống kê, chứ còn không phải là
nó chưa điểm hết tất cả các món trên thực tế. Nó có lẽ nó thậm chí còn chưa điểm đến những cái món mà ở trong những cái đô thị nhỏ, cái lượng dân cư ít hơn hoặc những cái thị trấn nhỏ. Thì hy vọng rằng là trong tương lai thì có thể chúng ta có những cái nghiên cứu mà về các món ăn ở Việt Nam. Gần đây thì cũng có một cuốn sách theo xu hướng mà Bookhunter xuất bản này, nhưng mà của bên Fanbook làm, về cơm Hội An, nhưng mà cũng là của tác giả nước ngoài. Chắc là chỉ có tác giả nước ngoài thì mới đủ tiền để nghiên cứu về món cơm Hội An, còn các nhà nghiên cứu Việt Nam thực sự là họ khá nghèo, thu nhập của họ khá thấp để họ có thể làm những cái nghiên cứu như vậy. Và một cái lẽ tất yếu của các đô thị đấy là nó sẽ hướng tới một cái ẩm thực cao cấp. Đây là một cái điểm mà khá là thiếu đối với ẩm thực Việt Nam. Hiện tại thì bây giờ cũng có các đầu bếp họ cố gắng cải tiến để nâng cấp ẩm thực lên cái ẩm thực cao cấp. Và chúng ta thấy rằng là nó sẽ là một cái quá trình mà không đơn giản, bởi vì cái nhóm khách thì có thể có, nhưng mà nhóm nhân sự để có thể đáp ứng được các tiêu chí cao cấp này thì không nhiều. Bởi vì đây là một cái quá trình mà chúng ta bị một cái hẫng do cái sự đứt gãy về mặt văn hóa vào khoảng giữa thế kỷ 20, mà chúng ta chìm vào trong chiến tranh quá nhiều và chúng ta phải sống trong một cái giai đoạn mà đói kém quá lâu ấy. Cho nên đến bây giờ khi mà mở cửa và cái ẩm thực cao cấp bắt đầu lên ngôi thì chúng ta lại không có đủ nguồn lực để đáp ứng cho cái ngành ẩm thực cao cấp nữa. Cái số lượng những cái người mà có thể là đầu bếp hay là phụ bếp hay là thợ rang cà phê hay là thậm chí là trà nhân, những cái nghệ nhân trà cũng rất là ít. Trong khi đấy thì khoảng thế kỷ 18, 19 thì cái thói quen sử dụng ẩm thực cao cấp ở nước ta và cái truyền thống ẩm thực cao cấp ở nước ta nó đã được duy trì rất là lâu, so bởi vì cái nhóm vua chúa họ nuôi những cái chuyên gia, rồi họ có những họ cũng đam mê những cái thú chơi, ví dụ như thú chơi trà thì ông Trịnh Sâm hay là bà Tiên Phi Đặng Thị Huệ là những cái người mà rất là đam mê với thú chơi trà. Và cũng ở trong cái thời kỳ thế kỷ 18, 19 đó thì cái thú chơi trà cũng rất là phát triển, mà chúng ta thấy là đến đầu thế kỷ 20 đọc truyện của Nguyễn Tuân thì đã thấy nó là một thứ vang bóng một thời, đúng không ạ? Mà nó đã bị mai một dần đi. Ở đây mình có trích lại một cái đoạn trích trong Vũ Trung Tùy Bút của Phạm Đình Hổ. Thì ông ý mô tả lại cái bầu không khí đi săn trà của các giới thương gia rồi giới giai nhân tài tử. Lúc bấy giờ chúng ta thấy rằng là họ rất là đề cao cái lối thưởng hưởng thụ ẩm thực cách xa xỉ. Thế nhưng mà xa xỉ thì không có nghĩa là có chất lượng thực sự, đúng không? Ngay bản thân trong những cái bài luận của Phạm Đình Hổ thì ông ấy cũng nói rằng là đôi khi là cái thú vui xa xỉ này là toàn là những cái thứ nó không thật, bày ra để khoe thôi chứ không thực sự là hiểu được về trà và hiểu được thế nào là trà ngon. Vừa nãy chúng ta đã đi qua rất là nhiều những gọi là điểm ưu việt của đô thị trong cái sự thúc đẩy ẩm thực. Thế nhưng mà cái sự ưu việt của đô thị nó cũng để lại rất là nhiều những cái hậu quả đối với ngành ẩm thực, bởi vì nó đã sản sinh ra một cái tình trạng, đấy là tình trạng bệnh tật béo phì, rồi do cái chất lượng thực phẩm kém. Và những cái vấn đề này thì được đề cập đến trong cái cuốn Sinh tồn của đô thị, được viết bởi ông Edward Clichy với ông David Kaller. Ông David Kaller thì
Ông ấy qua Kiriste thì vừa nãy chúng ta đã biết rồi, mình đã đề cập sơ qua về ông, nhưng mà mình ở đây mình nhắc lại, ông là một nhà nghiên cứu đô thị dưới góc nhìn kinh tế học, cái lĩnh vực mà ông theo đuổi là kinh tế học đô thị, có nghĩa là ông ấy sẽ coi đô thị giống như là một mô hình, và ông vào cái mô hình đấy phải đảm bảo được cái đời sống của người dân, đảm bảo được cái tinh thần của người dân và cái quá trình mà người dân có thể học tập tương tác lẫn nhau để có thể thúc đẩy được xã hội phát triển. Thì đấy là cái công trình của Clichy. Và cái cuốn này là cuốn mà ông hợp tác viết của ông David Cutler, là một chuyên gia về y tế cộng đồng, tư vấn cho Tổng thống Mỹ. Thì cuốn này đề cập rất nhiều đến những cái khía cạnh về dân sinh, bao gồm là hạ tầng cơ sở này, rồi giá bất động sản này, rồi đến dịch bệnh này, cách phòng tránh dịch này, rồi cái chuyện giải quyết các bạo loạn, rồi đến cái việc mà giáo dục công tại các đô thị như thế nào. Nói chung là rất là nhiều những cái vấn đề xoay quanh cái câu chuyện về bình đẳng và đảm bảo cái đời sống an sinh xã hội cho người dân. Thì trong đó có một vấn đề mà ông ấy đề cập đến khá là nhiều, đấy là vấn đề thực phẩm của đô thị, lương thực thực phẩm của đô thị. Bởi vì khi mà xã hội đô thị hóa thì nó xảy đến một cái tình trạng, đấy là cái quá trình mà vận chuyển nông sản tới bàn ăn nó được đặt ra. Bây giờ chúng ta thấy khá là nhiều những câu slogan như kiểu from farm to cup, hay là from farm to table, thì chúng ta thấy nói phát ngôn rất là dễ dàng đúng không ạ? Nhưng mà cái quá trình đấy là một quá trình mà vô cùng phức tạp. Bởi vì cái đầu tiên, đấy là những cái khâu xử lý. Làm thế nào để giữ cho thực phẩm tươi và không bị những cái nhiễm những cái khuẩn mà được đưa vào trong đô thị. Thì ngày xưa ấy, vào thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 ấy, thì lúc bấy giờ cái công nghệ bảo quản thực phẩm chưa tốt. Cho nên là cái công đoạn này thường là được diễn ra tại các nhà máy, và họ thường chọn những cái sản phẩm cơ bản và không bị áp lực nhiều về chuyện bảo quản. Ví dụ như là bột mì, hay là những cái thịt đông lạnh, hay là trứng. Và do bởi vì thế kỷ 20 là một cái thế kỷ của nước Mỹ chìm trong chiến tranh, không phải chỉ riêng nước Mỹ mà cả thế giới chìm trong chiến tranh, cho nên là họ có một cái nhu cầu việc là họ phải sản xuất nhanh hơn, nhiều hơn, rẻ hơn, tốt hơn. Mà những cái người nào mà đã trải qua cái giai đoạn bao cấp hay là sau bao cấp ấy, thì chúng ta đã thấy rất hay rất là quen thuộc với cái thành ngữ nhanh nhiều tốt rẻ. Thì đấy là cái thành ngữ mà điển hình của công nghiệp, của những thứ sản phẩm sản xuất công nghiệp, làm thế nào mà vừa nhanh vừa nhiều vừa tốt vừa rẻ, nó rất là khó đúng không? Chỉ có hệ thống công nghiệp mới làm được điều đấy thôi. Thì những cái ông trùm công nghiệp, ví dụ như là Henry Ford chẳng hạn, thì họ đã phải giảm cái chi phí sản xuất bằng việc là bán đại trà cho cả người giàu người nghèo. Nó không còn là cái sự phân chia giữa giàu và nghèo nữa, không còn là người giàu thì dùng sản phẩm cao cấp hơn người nghèo nữa, mà giàu nghèo bán như nhau. Và cái tập đoàn ẩm thực của Mỹ lúc bấy giờ là Nabisco, thì cũng trước cái mô hình của Henry Ford, và họ đã tạo ra những cái món ăn, trong đấy điển hình nhất là cái bánh Oreo mà người ta thấy đấy. Họ tạo ra rất là nhiều những cái món ăn ăn liền đấy, và họ sử dụng rất nhiều các thủ thuật marketing để họ tuyên truyền về dinh dưỡng, và những cái chất dinh dưỡng đấy thì nhiều hơn so với
việc là món ăn tự nấu hay là kiểu được chắc chắn là họ sẽ tự khẳng định rằng là mình sạch hơn bởi vì họ đã giải quyết được cái bài toán ôi thiêu trong quá trình vận chuyển bởi vì họ có rất nhiều những cái chất hóa học và chất bảo quản. Và bởi vì là những cái thực phẩm đấy ấy, là những cái thực phẩm mà nó phải trải qua cái quá trình sơ chế kỹ cho nên là nó bị hỏng vị thì người ta bắt đầu phát minh ra những cái chất điều vị rất nhiều những cái phụ gia vị để kích thích vị giác hấp dẫn những cái khách hàng nghèo hơn và vì thế nên nó gây ra khá là nhiều những cái chứng bệnh béo phì hay là ung thư hay là bệnh tim, đặc biệt là bệnh tim. Rồi một cái tệ hại nữa mà cuốn sách này có đề cập đến nhưng mà mình không đề cập đến ở đây bởi vì nó là một cái đoạn rất là dài, đấy là câu chuyện về cái khả năng phòng dịch của người nghèo cũng sẽ bị giảm đi. Cho nên là rất nhiều người nghèo đã bị chết trong cái đợt COVID-19 và không những chỉ COVID-19 mà ngay cả cúm gà hay là rất là nhiều những cái bệnh khác. Thì cái nó không phải chỉ đơn giản là sự khác biệt về về y tế, về khả năng y tế mà là do cái khả năng phòng dịch của những cái người mà sử dụng nhiều những cái sản phẩm công nghiệp này thì nó cũng kém hơn so với cả những cái người mà có đủ tài chính để họ có thể tự nấu. Và lúc bấy giờ thì những cái tập đoàn công nghiệp như là của Nabisco, không phải chỉ riêng Nabisco đâu, rất nhiều tập đoàn công nghiệp khác thì họ cũng thường tuyên truyền về việc là nấu nướng tại nhà thì không vệ sinh bằng công nghiệp. Thế cho nên là ở đây không biết là có bạn nào đã xem cái bộ phim Julia và Julie và Julia chưa? Trong cái bộ phim đấy thì có nhắc đến cái bà Julia Child, một cái đầu bếp người Mỹ nhưng mà bà đã đưa các món ăn của Pháp giới thiệu với người Mỹ. Thì thực sự là cái cuốn sách của bà ấy, và những cái chương trình của bà, cái xu hướng của bà ấy thực hiện thì là một cái sự đột phá và một cuộc cách mạng đối với ẩm thực của nước Mỹ. Bởi vì người Mỹ chợt nhận ra rằng là có một thứ đồ ăn khác tươi hơn, đương nhiên là mất công cầu kỳ để chuẩn bị hơn và bổ hơn và ngon hơn. Thì nó đã thực sự đã làm thay đổi cái thế giới quan ở ẩm thực của người Mỹ. Như ở trên thì chúng ta thấy rằng là khi mà mình đề cập đến ramen ấy, chúng ta thấy rằng là đồ ăn công nghiệp đúng không? Là để phục vụ cho những cái người ở nông thôn xa xôi bởi vì ở thành phố thì có rất nhiều đồ ăn tươi với giá rẻ. Thế nhưng mà ở Mỹ là một cái quốc gia mới và một quốc gia hoàn toàn phát triển dựa trên công nghiệp và phất lên vào thời chiến thì họ không có cái nền tảng đồ ẩm thực tươi đó cho nên họ đã nhanh chóng bị sa vào cái bẫy công nghiệp. Và đồ ăn gọi là đồ ăn công nghiệp này với rất nhiều những cái chất hóa học này thì nó lại trở thành cái món chính của những cái người nghèo. Ở trong cuốn sách này thì hai ông tác giả thì đề cập rất nhiều đến cái vai trò của an toàn thực phẩm. An toàn thực phẩm không phải chỉ là những cái quá trình kiểm dịch, không phải chỉ đơn giản là quá trình kiểm dịch mà là còn phải đo cả về những cái ảnh hưởng của những cái chất hóa học đấy đến với cơ thể và nó đã làm suy yếu cơ thể con người như thế nào. Nếu như mà xét dưới góc độ của sự phát triển của toàn bộ xã hội và quá trình ra chính sách thì sẽ phải cân đối ra sao? Thì hai ông đã khẳng định rằng là an toàn thực phẩm một cách tất yếu nó rất là quan trọng đối với cái sự phát triển của đô thị. Bởi vì chỉ khi nào những cái người lao động khỏe và những cái người thực khách khỏe thì họ mới kiếm được nhiều tiền tốt hơn. Họ tạo ra được nhiều giá trị hơn thì như thế mới có thể mở rộng kinh tế hơn được. Một cái mối đe dọa liên tục của bệnh tật do thực phẩm thì nó sẽ hạn chế cái thực đơn của đô thị thành các sản phẩm an toàn. Cái an toàn ở đây đôi khi nó sẽ bị một là bị gói gọn vào các sản phẩm
công nghiệp. Hai là đối với những người gọi là có não hơn một chút thì cái sản phẩm an toàn ở đây là những cái loại sản phẩm mà kiểu chúng ta thấy dán cái mác là healthy á. Healthy thì nó thường là tiết chế cái sự khoái khẩu và cái khả năng cảm nhận mùi vị. Nó nên thường là những cái thứ bánh quy giảm cân hay là những cái ngũ cốc. Hoặc là những cái đồ ăn kiểu nó tiết giảm những cái sự phức tạp của mùi vị đến tối đa. Và điều này thực ra nó còn không, nó thứ nhất là nó không tạo ra được một cái lớp đầu bếp, hay nó không tạo ra được một cái lớp những cái người làm việc trong ngành ẩm thực phát triển với cái chuyên môn tốt, trong khi cái lượng người đấy thì rất là đông. Thứ hai nữa là cái này thì nó thiên về não bộ, nó là một thứ thuộc về khoa học não bộ thì cuốn sách này không đề cập đến, nhưng mà mình cũng nhắc đến ở đây, đấy là cái sự đa dạng về trải nghiệm và cái xử lý của các giác quan. Nó càng đa dạng, nó càng nhiều trải nghiệm đến đâu thì cái sự thông minh của não bộ nó càng phát triển đến đấy. Còn khi mà chúng ta tự giảm thiểu chúng ta thành một cái lối thanh tu hoặc là một lối ăn kiêng cực đoan ấy, thì lúc đấy cái sự thông minh của chúng ta cũng sẽ bị giảm đi. Cái này các bạn có thể đọc trong cái cuốn Nguồn gốc cảm xúc, Búc Văn Tông cũng xuất bản cuốn đấy. Cái cuốn đấy nó nói rất nhiều về cái việc mà não bộ nó cần cái sự đa dạng trong ghi nhận về cảm xúc hoặc cảm giác ra sao. Bởi vì nó càng nhiều trải nghiệm thì cái sự ghi nhận của nó sẽ càng chính xác. Và hai ông cũng đưa ra những cái số liệu cho thấy rằng là ở những cái vùng mà có nhiều người giàu hơn thì cái tuổi thọ của họ cũng sẽ cao hơn và cái đời sống của họ tốt hơn. Cái đấy là tất yếu thôi ạ. Bởi vì là những cái người giàu thì họ có thể mua được những thứ giúp họ kéo dài tuổi thọ. Họ có thể dễ dàng tập tành này, họ có thể ăn những cái thực phẩm mà bổ dưỡng và sạch sẽ hơn này. Rồi họ có thể có những cái dịch vụ y tế tốt hơn, trong khi người nghèo thì sẽ không thể có những cái cơ hội như vậy. Điều đấy cho thấy một cái sự chênh lệch giữa cơ hội của người giàu và người nghèo. Bởi vì như thế một một cái người nghèo mà họ càng sống một cái đời sống với cái tiêu chuẩn thấp thì họ sẽ càng nghèo. Còn những người giàu mà họ đã có những lựa chọn tiêu chuẩn cuộc sống cao thì họ sẽ lại càng giàu hơn. Đấy là một cái mà nó tạo ra cái sự bất bình đẳng trong xã hội. Và cái này thì cả hai ông đều đều nhấn mạnh cái vai trò của marketing, cái truyền thông. Marketing truyền thông càng giỏi thì cái tội lỗi đối với những cái người nghèo và xã hội càng lớn. Bởi vì họ chính là những cái người mà đã biến chuyển để biến cho những cái sản phẩm kém chất lượng nhưng mà gắn cho nó những cái mác rất là lý tưởng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thảo luận về những cái vấn đề mà mình đã đặt ra hôm nay. Xin mời các bạn có thể bật mic hoặc là có thể gõ vào phần chat. Có bạn nào có ý kiến hay có câu hỏi gì không ạ? Bạn JD Dương có đề cập đến các quán ăn nhanh như là McDonald's hay là Lotteria và Pizza Hut. Cái này là một cái chuyện khá buồn cười, bởi vì là những cái chuỗi này thì ở Mỹ thì nó là những cái chuỗi ăn nhanh phục vụ những cái người mà cái nhóm người nghèo ở trong xã hội, những cái nhóm người lao động ở trong xã hội. Thế nhưng mà ở Việt Nam thì thường là những cái bạn teen hoặc là thậm chí là những cái tầng lớp trung lưu ấy, họ lại yêu thích vào đấy, đặc biệt là McDonald's hay là Pizza Hut. McDonald's là nhiều nhất thì họ coi cái đấy giống như là một cái biểu hiện của việc là nó giống như trường hợp cà phê ấy. Họ coi cái việc vào McDonald's giống như là việc mình khẳng định rằng là tôi là một con người hiện đại, một con người của
tôn sùng các giá trị của công nghiệp, tôn sùng các giá trị phương Tây, nó rất là buồn cười ở cái khía cạnh đó. Thế nhưng mà trên thực tế thì mình nghĩ rằng là những cái món này thì giá, thứ nhất là giá nó đắt, thứ hai nữa là nó không thay thế được các đồ ăn quán xá ở vỉa hè đối với những người mà có thu nhập thấp ở Việt Nam. Mình nghĩ rằng là thay vì ăn Pizza Hut thì có thể ăn được nhiều món bánh mì ngon hơn. Thay vì ăn McDonald's có thể ăn nhiều món bánh mì ngon hơn. Pizza Hut thì có thể thay bằng bánh tráng nướng đúng không ạ? Thế nhưng mà những cái khu công nghiệp thì họ những xin lỗi những cái khu đô thị kiểu mới hoặc là những cái tòa nhà kiểu mới thì thường họ sẽ có xu hướng là thích mời những cái chuỗi nhà hàng này vào. Và họ cũng thường là đi với nhau. Có một cái hồi trước có một lần mình hướng dẫn các bạn học viên của mình học khóa marketing, chiến lược marketing. Thì trong đấy thì mình có một số cho các bạn ấy làm những cái bài thực hành nghiên cứu cái mô hình marketing và kinh doanh của các thương hiệu. Thì trong đấy có một bạn bạn ấy làm cái McDonald's. Các bạn nhận ra rằng là McDonald's không thực sự là bán bánh. McDonald's đi kèm với các tòa nhà, thứ mà họ bán đấy chính là cái tòa nhà. Họ sở hữu luôn cái tòa nhà đấy và họ có tiền cho thuê, và cái McDonald's, cái địa điểm McDonald's đấy nó chỉ giống như là một cái nơi để tạo ra cái cảm giác rằng ở cái tòa nhà đấy có đồ ăn thức uống, có người qua lại và có một cái sức sống ở trong đó, một cái điểm nhấn ở trong đó thôi. Thì không biết là ở Việt Nam thì như thế nào nhưng ở Mỹ thì là như vậy. Bởi vì ở Việt Nam thì các thông tin đó thì nó thường mang tính nội bộ. Mình cũng không không dám chắc chắn. Xin hỏi có ai có câu hỏi hay có chia sẻ gì không ạ? Các bạn có thể tự do bật mic. Vâng, mời anh Chép Hùng ạ. Em mời anh Hùng, anh có thể bật Alo, mic nói ạ. alo. Mình đang tìm cách bật mic. Chắc là đây rồi. Sorry. Mình lần đầu tiên mình join vào cái buổi thảo luận này khá là thú vị, vì là mình thực ra này, mình nhắc đến cái chuyện đồ ăn nhanh ấy thì mình cũng muốn đưa một vài ý kiến của mình, vì bản thân mình cũng là người thi thoảng cũng ăn đồ ăn nhanh. Bởi vì là do công việc rồi do cuộc sống rồi rất là nhiều cái lý do khách quan mà dẫn đến việc là thi thoảng mình cũng ra đường rồi thì vào các tòa nhà rồi trung tâm thương mại để ăn đồ ăn nhanh. Thực tế là chúng ta thấy là khi mình sống ở trong các cái khu đô thị ấy, sống ở trong một cái môi trường hiện đại thì rất là khó tránh được khỏi cái chuyện là chúng ta phải va vấp vào những cái quán đồ ăn nhanh ở khắp mọi nơi luôn. Ví dụ thực ra nhé, các bạn cứ thử nghĩ xem. Ăn phở có phải đồ ăn nhanh không? Phở cũng là đồ ăn nhanh mà, chẳng qua nó nấu lâu hơn là làm burger thôi. Đúng không? Các bạn thử thử nghĩ thử xem, phở nấu mất khoảng 10 tiếng, 10 đến 12 tiếng ninh nước dùng rồi chuẩn bị rất nhiều công đoạn khác nhau, nhưng mà nó cũng là một đồ ăn nhanh mà. Quay trở lại với cả những cái món ví dụ như là McDonald's, Lotteria hay là Pizza Hut thì mình luôn luôn gộp những cái nhóm đồ ăn nhanh đấy vào cái nhóm chỉ là mang lại năng lượng cho một cái khoảng thời gian mà mình cần thôi để mình có được cái năng lượng để mình làm việc, chứ mình không phụ thuộc vào nó, mình không bị nó chi phối mỗi ngày. Đấy là một cái điều rất là nguy hiểm, vì là mình nếu như mình có thời gian, mình có đầy đủ những cái điều kiện về việc mà chăm sóc sức khỏe này hay là ăn uống một cách tốt hơn, tốt lành hơn, hoặc là mình có điều kiện về kinh tế hơn, thì chắc chắn cái việc mà mua nguyên liệu về nhà và tự chế biến, tự sản xuất đồ ăn ở nhà, thậm chí mình có thể làm đóng hộp đồ ăn ở nhà cũng được, để làm sao mình
tiện lợi nhất cho quá trình mà mình làm việc, học tập hay là phục vụ cho chính bản thân mình trong 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 cái việc mà tập luyện thể thao cũng vậy. Nó quay trở lại với cả cái món mì ramen. Nếu mình nhớ là ông Momofuku là cái người mà sáng tạo ra cái sợi mì ramen công nghiệp đầu tiên ở Nhật Bản, và đấy cũng là một cái phát minh vĩ đại của nước Nhật nói riêng, nhưng mà của loài người nói chung, bởi vì nó đã thay đổi rất là nhiều cái về mặt chính trị này, rồi thì về đời sống sau chiến tranh thế giới. Đến gần đây thì mình thấy là mì rõ ràng là nó đã có mặt ở khắp mọi nơi, ngay cả ở Việt Nam mì đã trở thành thứ gọi thứ trendy. Nó là trendy thôi chứ nó không phải là văn hóa giống như là ở Nhật hay là ở Trung Quốc nhé. Mình thấy là rõ ràng là mì mì sợi ramen nó là một cái văn hóa rất là lớn, nó đi sâu vào tiềm thức của người Nhật. Mặc dù lúc nãy mình có được chia sẻ là mì ramen mới chỉ xuất hiện khoảng đầu thế kỷ 20 thôi, chứ nó không phải là một thứ gì đó quá là sâu về 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 lịch sử. Phở Việt Nam cũng vậy, phở Việt Nam cũng mới chỉ xuất hiện từ khoảng đầu thế kỷ 20, chứ nó không phải là xuất hiện quá sâu. Tuy nhiên là mình để mà nó đi vào văn hóa, để mà nó ngấm vào trong từng cái thớ thịt, vào từng cái đời sống của mình hàng ngày, thì chắc là sẽ còn phải rất lâu nữa để mà người ta có thể ngấm được nó. Mới gần đây thôi, chắc là cũng chỉ khoảng 30 năm trở lại đây, khi mà cuộc sống có được tốt hơn lên này, về mặt kinh tế này, rồi thì cái đời sống văn hóa cũng được tốt hơn lên, thì mọi người mới bắt đầu có được cái trải nghiệm về ẩm thực, về ăn uống nó tốt hơn. Nhưng mà mình rõ ràng mình thấy rằng là cái đồ ăn của nước Nhật ấy, nước Nhật là một đất nước rất cởi mở. Mì ramen của họ có tới hàng nghìn phiên bản khác nhau, có rất nhiều các phiên bản khác nhau. Nếu các bạn xem trên Netflix có một cái series Chef Table, thì có nói với một cái anh là Ivan Gorky, là một cái được được gọi là ramen master ấy. Anh ấy là người Mỹ thôi, nhưng mà anh đến Nhật Bản và anh ấy kết hôn với cả một cái chị người Nhật. Và sau đó thì anh ấy đam mê món ăn Nhật, cụ thể là cái món ramen, và anh ấy đã trở thành một trong những master ramen tốt nhất ở Nhật. Thì mình mới thấy rằng là cái nước Nhật là một đất nước rất cởi mở trong cái chuyện mà họ sẵn sàng du nhập những nền văn hóa khác này. Rồi thì họ sẵn sàng cải tiến cái món mì ramen của họ để làm ra một cái thứ hoàn toàn khác biệt, và giúp cho trải nghiệm của người dân ở đó nó tốt hơn, nó hay hơn, nó thú vị hơn, và thành một cái lớp văn hóa. Nhưng mà ở Việt Nam rõ ràng khi mà mình chỉ động chạm đến món phở một chút thôi, thay đổi một cái gia vị hay là một cái loại nguyên liệu nào đó, là y rằng mình sẽ bị tấn công ngay, bị mọi người phàn nàn tại sao thế này, tại sao thế kia, phở phải thế nọ, phải thế kia. Thực ra mình làm bếp và mình đã có rất nhiều trải nghiệm với nhiều tập khách hàng khác nhau, từ từ người nghèo cho đến người trung bình khá, hoặc là đến giới thượng lưu, giới siêu giàu mình cũng đã từng tiếp cận rồi, và mình đã phục vụ rất là nhiều những cái tầng lớp khách hàng khác nhau. Mình thấy rằng là rõ ràng mọi người vẫn vẫn chưa có cái tinh thần cởi mở để mà tiếp thu những cái văn hóa mới, những cái thứ mới mẻ. Tại sao mình cứ phải ăn mãi một cái bát phở nó chỉ có thịt bò và thịt gà không, và mình không làm nó khác đi? Mình sẽ phải quay trở lại với cả cái việc lúc nãy mình có đề cập đến cái ẩm thực cao cấp ấy. Ẩm thực cao cấp ở Việt Nam thì nó vẫn còn là một cái khái niệm rất là xa vời. Nếu như mình đặt cái giả thiết rằng là giới quý tộc, Việt Nam không có quý tộc, nhưng mà quay trở lại với cả cái lịch sử của mình chẳng hạn, giới ví dụ ở vua chúa quan lại ngày xưa chẳng hạn, họ có cơ hội để ăn uống tốt hơn thôi. Chứ nếu mà gọi là ẩm thực cao cấp thì mình cũng chưa thực sự là đồng ý với chuyện đó, bởi vì ẩm thực cao cấp mãi về gần sau này, khi mà nước Pháp thời kỳ mà đỉnh cao của nghệ thuật ẩm thực phát triển tốt nhất, lên đến đỉnh cao rạng rỡ nhất, thì là do chef Ecoffier, một cái đầu bếp rất là nổi tiếng, và ông ấy bắt đầu phát triển cái nghệ thuật ẩm thực cao cấp khi mà họ
kết hợp giữa văn hóa và khoa học kỹ thuật. Khoa học ở đây là gì? Có hai mảng về hóa học và vật lý, thì lúc đó ẩm thực nó mới thực sự là thăng hoa. Còn ở Việt Nam thì thực tế là chúng ta nếu mà nhìn lại những cái món ăn mà gọi là cung đình ấy, thì ok, mình tạm tạm thời cho rằng đấy là những cái đỉnh cao của nghệ thuật ẩm thực đi. Nó được phục vụ này, được phục vụ trong âm nhạc này, được phục vụ trong ánh sáng này, rồi thì rất là nhiều những cái hiệu ứng đi kèm để làm sao tạo ra được một cái món ăn cho vua chúa chẳng hạn. Tuy nhiên là dưới góc độ về khoa học thì nó lại chưa trọn vẹn, bởi vì sao? Lúc đấy thì thực tế là người Việt Nam hình như không để ý gì lắm đến chuyện vật lý và hóa học. Họ chỉ quan tâm đến văn hóa nghệ thuật thôi, chứ văn thơ gì, âm nhạc gì đó thôi, chứ mình nghĩ là ở những cái khoảng thời gian trước thì cũng giống như nước Nhật. Nước Nhật sau 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 cái thời kỳ Minh Trị thì mới bắt đầu cởi mở hơn về văn hóa, về khoa học kỹ thuật. Thì lúc đó thì họ cũng 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 gửi rất là nhiều các cái chuyên gia đi sang trời Tây để học, để mang về cái kiến thức về khoa học kỹ thuật, thì mới phát triển được các cái ngành nghề khác nhau, thì trong đó có cả ẩm thực. Thì mình có nhớ là Fukuzawa Yukichi là cái nhà tư tưởng của Nhật, cũng ông cũng nói, ông cũng phản ánh rất là đúng rằng là nước Nhật trước cái thời kỳ Minh Trị thì nó chìm đắm trong những cái thứ tư tưởng bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi Trung Quốc. Và mình nghĩ là khoảng thời gian đó Việt Nam cũng tương tự như vậy thôi. Thế cho nên là nếu mà nói rằng là Việt Nam đã từng có ẩm thực cao cấp thì nó chỉ là dừng lại ở cái mức độ gọi là ẩm thực cung đình thôi. Chứ nếu mà gọi là ẩm thực cao cấp thực sự mà chưa đáp ứng được vấn đề về kỹ thuật nấu, về hóa học và vật lý, tính về nhiệt độ, thời gian, thì rất là khó để mà có thể kết luận được rằng là món ăn này nó đúng hay là không đúng, nó ngon hay nó dở, đều phải dựa trên tính toán khoa học. Thì lúc đó thì món ăn mới thực sự là được gọi là ẩm thực cao cấp. Và quay trở lại với cả việc mà sử dụng đồ ăn nhanh, mình là người theo chế độ healthy, mình nghĩ là cái lối sống của mình ấy nó sẽ quyết định rất là nhiều. Mình tập thể thao này, mình dậy sớm này, mình có một cái lối sống rất là tích cực này, chứ nó không hoàn toàn là dựa trên cái phần đồ ăn. Bởi vì đồ ăn ở bên ngoài cái bao bì họ có thể ghi là healthy thôi, nhưng mà ở bên trong đấy mà các bạn không tính được lượng calo, hoặc là bạn không quan tâm đến chuyện mà tập luyện thể thao, thì cái việc mà ăn uống healthy nó cũng rất là khó. Và đồ ăn nhanh cũng vậy thôi. Đồ ăn nhanh thì nó cũng sẽ dựa trên cái lượng calo mình nạp vào. Bản thân những cái người mà design ra những cái món ăn cho McDonald's hay là Lotteria thì họ cũng đều dựa trên những cái nguyên lý đó. Và nếu như mình biết cách áp dụng tốt, mình không lạm dụng cái đồ ăn nhanh ấy, thì thực tế là nó cũng không ảnh hưởng gì lắm đến đến cuộc sống của mình, hay là cái quá trình làm việc, hay là cái lối sống của mình không nên lạm dụng nó thôi, chứ nó thực ra nó cũng là một phần của cuộc sống, nên là rất khó mà có thể nói là mình không nên sử dụng đồ ăn nhanh, nó là một phần cuộc sống mà. Dù sao thi thoảng mình trải nghiệm, ví dụ nhá, bọn McDonald's nó có một cái món burger phở chẳng hạn, nó có cái hương vị của lá húng này, rồi thì của hoa hồi, thảo quả, đại loại nó cũng nó mang lại một cái trải nghiệm rất là thú vị ở chỗ là nó phăn phăn, chứ nó không không đến mức mà khô cứng giống như là những cái miếng miếng thịt burger của họ. Thịt burger thì chắc chắn là rất là tệ rồi, mình không thể ăn, mình không thể nuốt nổi những cái miếng thịt kiểu của họ, vì họ nướng nướng rất là an toàn ở chỗ là nướng chín quá, xong rồi nó mỏng, rồi thì nó chẳng mang lại một cái texture gì để cho mình cảm nhận được nó cái vị ngon của nó cả. Nếu mà mình làm burger ở nhà thì lại rất ngon. Ok, mình chia sẻ qua một chút cái thông tin của mình như vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Vâng, cảm ơn anh Hùng ạ. Thực ra thì ở đây có một cái mà em nghĩ là chúng ta có thể thảo luận thêm, đấy là câu chuyện về đồ ăn nhanh ấy. Thì thứ nhất là cái khái niệm đồ ăn nhanh
thì nó có một khái niệm là đồ ăn nhanh công nghiệp, tức là kiểu nó được tính toán một cách công nghiệp và nó sản xuất hàng loạt theo chuỗi. Và chúng ta cũng có rất là nhiều những cái món đồ ăn nhanh theo kiểu thủ công. Thì em nghĩ ở đây cái vấn đề mà hai ông tác giả của cuốn Sinh tồn đô thị họ đặt ra ấy, thì nó chính là cái câu chuyện về việc là cái sự khác biệt nó quá lớn giữa người giàu và người nghèo, chất lượng đồ ăn của người giàu và chất lượng đồ ăn của người nghèo. Và nó là cái câu chuyện của nước Mỹ. Đấy là kiểu toàn bộ các hệ thống nó đều công nghiệp hóa hoàn toàn, nên nó không giống như là ở xã hội Việt Nam chúng ta, hoặc ví dụ xã hội Trung Quốc, những cái món ăn nhanh nó rất là đa dạng và thậm chí là nó lấy nguồn thực phẩm khá là tươi, nhưng mà ở kia thì hầu như là sản thực phẩm nó đều là đồ đóng gói. Thì nó cũng gây ra nó cũng là một cái sự khác biệt rất là đáng kể. Thêm nữa là về cái câu chuyện gọi là ẩm thực cung đình hay là ẩm thực cao cấp. Thực ra em dùng cái khái niệm cao cấp ở đây là một thứ mà kiểu nó tạo cho mình một cái cảm giác tinh tế, và mình cảm nhận nếm các thứ về, đúng như anh nói, là về nghệ thuật và văn hóa nhiều hơn. Nhưng mà nếu nói rằng là ẩm thực của phương Đông nó không có một cái hệ thống khoa học nào thì cái này có lẽ cũng sẽ phải bàn cãi, bởi vì là ẩm thực phương Đông nhìn chung thì họ dựa trên cái nguyên lý y học đông y âm dương ngũ hành. Họ có thể không có cái khoa học theo kiểu phương Tây là vật lý hóa học, nhưng họ có những cái nguyên lý âm dương ngũ hành. Ở Trung Quốc thì họ có rất nhiều tài liệu ghi chép về vấn đề này. Ở Nhật thì em không rõ, bởi vì em chưa nghiên cứu về văn hóa Nhật nhiều và sâu, về nó không phải cái mảng nghiên cứu của em. Còn ở Việt Nam ấy, thì cái vấn đề là những cái sách dạy nấu ăn hoặc là những cái gia đình nấu ăn cổ truyền thì hoặc là họ không muốn chia sẻ ra, hoặc là họ đã bị mai một. Những gì mà chúng ta được biết về ẩm thực cung đình Huế bây giờ chỉ hoặc là ở trong những cái ký ức của người này người kia, hoặc của gia tộc này gia tộc kia, chứ chúng ta không biết được hết những cái nguyên lý thực sự của họ, hoặc là những cái món trong những cái cỗ tiệc các thứ ở Hà Nội thì bây giờ nó cũng chỉ là một cái sự phục dựng dựa trên cái hình thức, chứ còn cái nguyên lý thực sự thì nó không có sách, nó không còn lưu trữ ở trong những cái sách nữa. Nhưng mà những cái ẩm thực của Trung Hoa, những cái sách thì họ vẫn có, từ những cái trường phái quay vịt cho đến trường phái làm trà. Nhưng ví dụ như trà Việt chẳng hạn thì cũng làm gì có quyển sách nào đâu. Nhưng mà Trung Quốc thì có rất là nhiều những cái cuốn trà ghi chép về việc là phải canh tác như thế nào, rồi phải hái như thế nào, rồi phải pha về ấm gì, chén gì, tại sao lại thế. Thì nhưng ở Việt Nam thì sẽ không có, đương nhiên là nó sẽ không gắn với cái đương nhiên là nó sẽ không không thể nào mà so được với cái độ chính xác theo kiểu khoa học của phương Tây, nhưng mà nó không phải là không có, chỉ là chúng ta đã bị mai một đi rất là nhiều rồi. Thì đấy là cái ý kiến của em về về cái ẩm thực ăn đồ ăn nhanh hay là cái đồ ăn cao cấp mà vừa nãy chúng ta có đề cập đến. Bạn Trang có hai ý kiến. Một là những món ăn gắn liền với đô thị ở Việt Nam như phở có nguồn gốc Trung Hoa cũng gắn với câu chuyện đô thị thành phố công nghiệp Nam Định thế kỷ 19. Bánh mì do người Pháp mang sang thời thực dân cũng bắt đầu đô thị lớn hiện nay thành một món ẩm thực Việt Nam được quảng bá tốt ra thế giới cùng với phở. Những câu chuyện món ăn này chủ yếu được đẩy lên nhờ du lịch. Các nhà nghiên cứu dường như rất cẩn trọng nên chưa có câu chuyện mà họ kể. Không biết ý kiến thứ hai của bạn đâu ạ. Cái ý kiến thứ nhất thì mình có một số các bổ sung. Đầu tiên thì là phở. Phở thì có nói là phở có nguồn gốc ở Trung Hoa là không chính xác đâu. Cái tình huống của phở khá là giống với tình huống của mì ramen, bởi vì cả hai đều có xuất xứ một nửa từ Trung Hoa, nhưng một nửa còn lại thì là ramen thì có cái nguồn gọi là lúa mì và cái thói quen ăn mì do ảnh hưởng từ Mỹ. Còn phở thì mặc dù là cái sợi phở đúng không ạ, thì ảnh hưởng từ Trung Hoa, cách hay cách nấu nước
có thể ảnh hưởng từ những cái nguyên lý của Trung Hoa. Thế nhưng mà cái sự việc sử dụng bò ấy, thì là cái việc mà ảnh hưởng từ Pháp. Đấy là nó xuất phát từ cái món ăn của Pháp. Vì trước đấy Việt Nam là một nước rất là trọng nông và các vua chúa thì cấm giết bò, cho nên trong truyền thống ẩm thực của Việt Nam không có món thịt bò. Các bạn có thể đọc lại lịch sử để thấy. Cho nên món này là một món mà nó gắn liền với đô thị Việt Nam, nhưng nó là một thứ kết hợp giữa Đông Tây và nó phát triển lên. Rồi bánh mì do người Pháp mang sang thời kỳ thực dân, thành một món ẩm thực được quảng bá. Thì thực ra cả ramen và cà phê Nhật Bản thì cũng thế ạ. Món ramen cũng là món xuất xứ từ Trung Hoa, không biết bạn có nghe từ đầu buổi không ạ? Và người Nhật thì họ cũng quảng bá lên, nhưng nó không phải do sự ảnh hưởng của nô dịch văn hóa, mà họ tính toán được cái độ tiện ích của nó trong bữa ăn. Nếu như mà chúng ta so giữa việc làm sushi và làm ramen, thì việc làm ramen nó tốn ít thời gian và ít nguồn đầu tư hơn rất là nhiều so với cả kiểu làm một cái quầy sushi hay là sashimi hay là những cái món truyền thống phức tạp hơn của Nhật. Thế nhưng mà ví dụ Nhật thì họ vẫn nghiên cứu, bởi vì nó chỉ đơn giản là một hiện tượng văn hóa, và thông qua cái việc nghiên cứu hiện tượng văn hóa đấy thì có thể hiểu hơn về một hiện trạng xã hội, và họ không bị chịu sự chi phối của những cái thứ chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Không phải cứ cái gì thuần Nhật thì họ mới nghiên cứu, không phải như vậy. Và đương nhiên ở Việt Nam mình thì cũng có các tài liệu nghiên cứu về phở, mà nó ít lắm. Các bạn có thể đọc cái cuốn Phở Việt Nam của ông Trịnh Quang Dũng, tác giả của cuốn Văn minh Trà Việt. Nhưng mà cái cuốn sách đấy thì rất ít tư liệu tốt. Nó đề cập đến nhiều khía cạnh nhưng mà nó ít tư liệu tốt. Các bạn có thể đọc qua cái cuốn đấy. Bạn Trang có chia sẻ thêm là về đồ ăn nhanh thì bạn ấy có ý kiến khác với anh Hùng, đấy là ăn nhanh theo kiểu nhanh về thời gian và công đoạn. Fast food thì có thể tiện mang theo nhiều nơi, ăn dễ dàng, dùng lái xe. Nhưng như món phở khác thì em không nói đến phở ăn liền, mà phở tại quán cần thời gian để ăn nó. Vì vậy fast food có thể làm công nghiệp. Bạn Trang bổ sung là món ban đầu từ Trung Hoa, quên tên, và chứ không phải phở mà hiện nay mình biết. Thực ra thì cái sự nghiên cứu về phở này đang rất là nhiều tranh luận. Bạn có thể tìm đọc cái nghiên cứu về phở của nhà nghiên cứu Trần Thu Dung. Không biết là bây giờ cái bài nghiên cứu đấy còn trên mạng không? Nó có đầy đủ những cái vấn đề mà bạn đang đặt ra đấy ạ. Chắc nhờ anh Nam admin search thử lại cái bài đấy, không biết là có còn không ạ. Bài đấy mình cũng đọc lâu rồi. Bạn sẽ thấy rằng là có một cái sự chuyển đổi văn hóa dần dần của món phở trong cái sự kết hợp giữa Trung Hoa và Pháp để tạo ra cái món phở Việt Nam mà chúng ta đã biết là phở gà với các phở bò. Còn việc nghiên cứu về nó thì không nhất thiết là phải bởi vì nó là món thuần Việt hay không, mà chúng ta không nghiên cứu nó, chúng ta nghiên cứu nó để chúng ta nắm cái thực trạng này nó. Thì đấy là cái góc nhìn của người nghiên cứu, chứ nó không phải chỉ đơn giản là nghiên cứu về coi nó là một cái món ăn mang tính dân tộc cho nên chúng ta phải nghiên cứu nó, không phải, không hoàn toàn như vậy. Kể cả khi là món ăn dân tộc như món ăn bánh chưng chẳng hạn thì cũng đã có ai nghiên cứu về nó đâu. Vâng, mời anh Hùng ạ. Ok, cảm ơn bạn Trang đã gửi cái ý kiến lên, và mình có một số suy nghĩ như thế này. Về món phở ấy, thì nó là một cái, nói chung đây là một cái topic rất là lớn để mình có thể chia sẻ với nhau, vì là bạn cứ thử post một cái status lên trên Facebook ngay, bạn sẽ thấy ngay những sự tranh cãi, những cái sự khác biệt hay là những cái ý kiến trái chiều về món phở. Có rất nhiều tranh cãi.
Và nó vẫn chưa đến đâu, chưa đi đến đâu cả, nhưng mà mình sẽ chỉ nói sơ sơ qua những cái thứ mà mình đã đọc được và mình có hiểu biết một chút về phở thôi. Thì thực ra là phở bị ảnh hưởng khá là nhiều của Trung Quốc, giống như là Hà lúc nãy cũng có nói là cũng có một phần là do người Pháp, ảnh hưởng của người Pháp, thì đúng, đó là hai cái yếu tố chính. Mình ở giáp biên giới với Trung Quốc cho nên là có rất là nhiều món ăn bị ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Quốc, bởi văn hóa ẩm thực của Trung Quốc, là hoàn toàn chính xác. Cái sợi phở của mình là sử dụng cái sản phẩm từ gạo, và phía phía nam của Trung Quốc ấy, thì do thời tiết khí hậu nó nóng hơn và người phía nam thì họ cũng sử dụng rất là nhiều các loại loại gạo, chứ họ không sử dụng bột mì giống như là các sợi mì hay là bánh bao giống như là người phía bắc của Trung Quốc. Và mình cũng đã từng có cơ hội đi ra đảo Hải Nam, và khi mà mình ăn cái món món mì mì kéo tay, cái pun hand pun noodle của người Hải Nam ấy, thì rõ ràng cái sợi mì của họ thì là sợi lúa mì, nhưng mà cái hương vị của nước dùng bò ấy, thì thực sự là mình rất là ngạc nhiên vì nó giống y hệt cái hương vị món phở của Việt Nam, bởi vì nó chỉ khác mỗi cái là họ không sử dụng hành hoa này hay là rau mùi này hay là húng lán, bởi vì sao, cái vùng đất này, vùng đất Hà Nội này hay là ở Nam Định chẳng hạn, những cái vùng đất mà khai sinh ra phở của Việt Nam, ở Việt Nam chẳng hạn, mình sử dụng rất là nhiều các loại gia vị tươi, các loại rau gia vị tươi, và nó trở thành một cái thứ rất là đặc trưng của cái vùng đất này, và cái hương vị đó mình lớn lên với nó, và mình thấy là tất cả những cái hương vị của phở ấy, nó rất là mang rất là đặc trưng của vùng miền, miền nào vùng nào cũng 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 nhận mình là cái nơi mà làm phở ngon nhất, bất cứ món ăn nào cũng thế thôi, xuất xứ ở ở ở đâu thì dân vùng đấy sẽ nói là mình ở cái vùng mình ở là cái nơi ngon nhất, đấy là niềm tự tôn dân tộc. Mà bản thân mình thì mình sinh ra lớn lên ở Hà Nội thì mình cũng thấy là phở Hà Nội ngon nhất, mặc dù mình đi xuống Nam Định thì mình thấy hoàn toàn là phở Nam Định thực sự là cũng không có gì đặc biệt cả, không có gì ngon cả, nhưng mọi người cũng vẫn nói là phở xuất xứ là từ Nam Định, bởi vì rõ ràng là cái khu cái nơi mà bán phở đầu tiên là ở quanh cái những cái nhà máy dệt của Nam Định, bán cho công nhân lao động ở đó họ họ ăn thôi, thì nó cũng rất là bình dân, nhưng mà mọi thứ trở nên tinh hoa hoặc là trở nên tốt hơn là khi về tập trung về đến thành phố, về đến Hà Nội. Hà Nội là nơi tập trung rất là nhiều những cái tầng lớp, người văn nghệ sĩ, rồi thì giới giàu có. Họ có nhu cầu và họ cần những cái trải nghiệm mới, và những người giỏi rõ ràng tập trung ở Hà Nội rất là nhiều, đầu bếp giỏi cũng vậy. Phở thì với cái suy nghĩ của mình thì mình thấy rằng rõ ràng là những cái món ăn bán trên đường phố hầu hết là đều là mình đều có thể gọi là đồ ăn nhanh, nó chỉ phụ thuộc vào cái lượng mà họ bán một ngày là bao nhiêu thôi. Rõ ràng là mình nhìn về cái ngành công nghiệp sản xuất đồ ăn nhanh ấy, nó sản xuất theo số lượng rất là lớn, hàng triệu suất ăn một ngày, với một quán phở thì không thể làm được điều đó, mỗi một quán phở nhiều nhất giỏi lắm được 1.000 bát một ngày thôi, nhưng mà đấy cũng có thể gọi là công nghiệp rồi, bởi vì là họ cũng phải xây dựng những cái bếp trung tâm. Bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng là có rất là nhiều những cái chuỗi phở mở ra dưới góc độ là công nghiệp, ví dụ phở Lý Quốc Sư này, rồi thì phở Vũ này, hay là những cái quán phở mà copy của Lý Quốc Sư chẳng hạn, họ đang đi theo mô hình của McDonald's đấy, những cái mô hình đồ ăn nhanh, và họ có thể sản xuất ra một ngày hàng vài nghìn bát phở, vì họ xây dựng trung tâm lớn, họ cũng nấu theo đúng cái phương pháp công nghiệp. Còn cái thời gian ăn phở ấy thì mình nghĩ là thời gian ăn phở thì nó không quyết định là ăn nhanh hay ăn chậm. Bạn có thể mua một bát phở và bạn có thể ngồi 5 phút, 10 phút, 15 phút, thậm chí bạn có thể ngồi lâu hơn mà. Cái đó thì không ai quyết định cái thời gian ăn của mình, và cái thời gian ăn nó cũng không nói lên rằng là đồ ăn này nhanh hay chậm. Ngay cả bạn vào quán McDonald's hay là KFC cũng thế thôi, bạn có thể ăn, bạn có thể ngồi đến một vài tiếng mà, đúng không? Mình vẫn có thể ngồi đó để thưởng thức đồ ăn. Theo cái nhu cầu của mình có thể ngồi đến 5 phút hoặc là 50 phút, đấy là tùy 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 mình thôi. Còn rõ ràng là những cái đồ ăn mà phục vụ ngay lập tức
cho thực khách thì mình đều xếp nó vào cái nhóm là gọi là đồ ăn nhanh. Kể cả đồ ăn trên đường phố cũng thế thôi, nó có thể sản xuất thủ công, số lượng ít vẫn có thể xếp vào nhóm đồ ăn nhanh được. Và nó khác với cả đồ ăn cao cấp hay là những cái đồ ăn ở trong nhà hàng xịn sò kiểu fine dining chẳng hạn, thì nó là cái đồ ăn mà được chuẩn bị riêng với số lượng ít và chỉ phục vụ trong một ngày thôi, một buổi tối đó thôi, với số lượng khách cũng rất là giới hạn, chứ nó không phục vụ theo kiểu mà đại trà giống như quán đồ ăn nhanh. Thì đó là những cái một số những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với bạn. Ok, cảm ơn bạn. Cảm ơn anh Hồ ạ. Bạn Trang có hỏi thêm là đồ uống như cà phê có thể thay đổi phong cách từ một người pha chế trong cùng một quán, trong khi đó đồ ăn lại khác, như ramen thì hương vị phụ thuộc vào nguyên liệu theo khu vực nên câu chuyện ẩm thực còn gắn với địa phương. Ok, thường là câu chuyện ẩm thực thì chắc chắn là sẽ gắn với địa phương, bởi vì nguyên liệu địa phương sẽ luôn luôn là tối ưu nhất. Và kiểu cái món ramen ấy là một cái món mà nó sử dụng rất nhiều nguyên liệu địa phương, và cứ ở mỗi vùng khác nhau thì họ sẽ có những cái công thức ramen khác nhau, bởi vì họ có những cái đặc tính địa phương khác nhau. Cho nên mình nghĩ rằng là thậm chí ngay như món phở thôi, có thể ở Hà Nội thì mọi người ưa chuộng phở gà, phở bò, ở Cao Bằng người ta có món phở vịt đúng không ạ? Món đấy cũng thú vị. Còn nó có thực sự là cái món cổ truyền của Cao Bằng hay không thì mình không rõ, nhưng mà nó xuất xứ từ khu vực Cao Bằng. Thì mình nghĩ rằng là kiểu nó hoàn toàn có thể là ảnh hưởng từ cái nguyên liệu địa phương. Và cà phê thì nó cũng phần nào đấy nó cũng sử dụng đồ nguyên liệu địa phương thì nó sẽ tối ưu về giá hơn rất là nhiều so với việc là mình sẽ phải nhập khẩu. Mặc dù là nhập khẩu thì sẽ có được nhiều hạt ngon hơn, và thực ra cái việc mà vận chuyển hạt cà phê nó khá là dễ, cho nên là cái việc nhập khẩu thì nó vẫn vẫn có khả năng. Thế nhưng mà nó rất là khác với cả những cái đồ ăn tươi ấy. Đấy là những cái thứ mà mình sẽ cần ưu tiên những cái nguyên liệu địa phương hơn so với cả cái nguyên liệu nhập khẩu. Hy vọng là bạn Trang có thể tìm hiểu thêm. Không biết là có bạn nào có câu hỏi hay có chia sẻ gì thêm không ạ? Nếu mà không có ai có câu hỏi hay có chia sẻ gì thêm thì mình xin phép được dừng chương trình ở đây ạ. Các bạn có thể tìm đọc thêm những cái cuốn sách của Bookhunter về cái chủ đề này. Và mình tới đây thì Bookhunter cũng sẽ xuất bản khá là nhiều các sách về ẩm thực, thì hy vọng là các bạn có thể theo dõi fanpage của chúng mình hoặc theo dõi Facebook cá nhân của mình để biết được thông tin chi tiết hơn. Xin cảm ơn ạ.